Hôm nay chúng ta sang bài 2 là bài tập hợp. Đấy, nội dung này sẽ là một nội dung thầy đánh giá là hay và đánh giá là các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt nó hơn so với bài mệnh đề hôm nọ. Bài mệnh đề hôm nọ thì nó hơi liên quan quá nhiều đến kiến thức cũ nhá. Ở đây tập hợp là cái gì? Thì trong thực tế các em, nhiều lúc thì các bạn muốn chỉ ra một cái nhóm, những người chẳng hạn, hay là những vật thể chẳng hạn, những sự vật hiện tượng mà cùng có một cái tính chất nào đó, cùng một đặc điểm nào đó, thì chúng ta sẽ phải dùng cái tính, dùng một khái niệm, đó là khái niệm tập hợp nhá. Thì tập hợp của chúng ta, mình hiểu nó là một nhóm các phần tử có tính chất hoặc có cùng một đặc điểm nào đó. Tập hợp thì sẽ thường được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như là A lớn, B lớn và C lớn. Thì tập hợp, trong tập hợp ấy thì nó sẽ chứa các phần tử nhá các bạn. Trong tập hợp thì sẽ chứa các phần tử, cả lớp rõ chưa nào? Đây không phải một khái niệm mới mà đã là một khái niệm các bạn chắc chắn học từ lớp 6 rồi. Đó, người ta thì có thể minh họa tập hợp bằng một vòng kín. Đó, mỗi phần tử nằm bên trong tập hợp được biểu diễn bởi một chấm bên trong vòng kín. Và các phần tử không thuộc tập hợp thì được biểu diễn bởi một chấm bên ngoài vòng kín. Cách minh họa như vậy thì được gọi là biểu đồ Venn hoặc có thể gọi là sơ đồ Venn nhá. Đây. Đấy. Thì cái vòng tròn này và các phần tử, các cái chấm bên trong ấy tượng trưng cho A, phần tử A, phần tử B và phần tử C thuộc tập hợp này là tập hợp A lớn này các em. Đó. Còn thằng D này là phần tử nằm bên ngoài cái vòng tròn rồi nên mình gọi nó là không thuộc tập hợp A lớn. Và chúng ta sẽ nói tiếp đến khái niệm thuộc hay không thuộc nhá. Trên một tập hợp ấy mà nếu nó không có phần tử nào, tức là trong phần tử đấy, trong tập hợp đấy không chứa một phần tử nào hết, thì nó được gọi là tập hợp rỗng nhá. Và ký hiệu là rỗng này. Cả lớp lưu ý, cái rỗng này ấy, nó đã bao gồm là tập hợp rồi nhá. Thì một tập hợp của chúng ta ấy, có thể không có phần tử nào, có thể có một, hoặc có thể có nhiều, thậm chí là cũng có thể có vô số phần tử, được chưa các em? Đấy, chú ý này, khi C là tập hợp rỗng thì ta sẽ viết là C bằng rỗng, chứ không được viết là C bằng mở ngoặc rỗng. Nhắc lại một chút cách viết cho các bạn nhá. Thì khi mà các bạn viết một tập hợp A chẳng hạn, ví dụ như trong hình vẽ này đi, trong hình vẽ này nhá. Đấy, trong hình vẽ này thì thầy sẽ gọi đây là tập hợp A, được chưa các em? Khi đó thì chúng ta mở ngoặc nhọn này ra này. Đó. Và bên trong ấy có các phần tử nào các bạn liệt, có thể liệt kê nó ra. Đây là một cách để viết ra các đây là một cách để biểu diễn tập hợp. Đây chúng ta hiểu là tập hợp A bao gồm 3 phần tử, đó là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, được chưa các em? Và để biểu diễn một phần tử có thuộc tập A hay không thì chúng ta dùng ký hiệu thuộc hoặc là không thuộc. Thầy ví dụ, nếu mà A thuộc tập A thì chúng ta ký hiệu là A thuộc A như thế này. Đây là ký hiệu mà chúng ta đã gặp, thầy nhớ là từ hồi cấp 2 rồi, chắc là từ lớp 6 các bạn đã học rồi nhá. Đấy. Hay là ở trong hình vẽ này chúng ta thấy là D ấy, nó nằm ngoài tập A thì chúng ta sẽ viết là D không thuộc vào tập hợp A, được chưa các bạn? Vậy thì cái bên trong cái dấu ngoặc này nó sẽ gọi là phần tử nhá. Còn cái mà có dấu ngoặc rồi thì nó sẽ được gọi là tập hợp, cả lớp hiểu chưa? Vì thế nên khi mà các bạn viết là C là tập hợp rỗng chẳng hạn thì các em sẽ viết cho thầy là C bằng rỗng, tức là C là tập rỗng nhá. Tránh này, tránh viết là C bằng tập hợp rỗng. Các bạn hiểu không? Cái này tức là nó đọc là tập hợp rỗng. Đấy. Thì đương nhiên là không ai đọc như thế cả nhá, đọc thế là sai về bản chất toán học. Đấy, thế nên chúng ta không được viết như thế này nhá, không được viết như thế này. Hiểu chưa? Khi mà C thuộc rỗng thì chúng ta sẽ biết như thế này. Đó. Rồi, nhìn ra cho thầy một vài ví dụ nào. Tập hợp B gồm các số tự nhiên có một chữ số và chia cho 3. Chúng ta viết tập hợp B theo hai cách, đó là liệt kê các phần tử của tập hợp B hoặc là chỉ ra các tính chất đặc trưng của phần tử trong tập hợp đó. Đấy, thì thường chúng ta sẽ có hai cách như thế để viết các tập hợp này. Cách số 1, nếu mà các em viết theo cách liệt kê ấy, các phần tử của tập hợp B thì những chữ số tự nhiên có một chữ số và chia cho 3 thì các bạn sẽ có bao gồm các chữ số là 0, 3, 6 và 9 nhá, đúng không? Có 4 phần tử này. Và tập hợp B bao gồm 4 phần tử là 0, 3, 6, 9. Và nếu mà nó được viết theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thì chúng ta có thể viết như sau. Tập hợp B bao gồm các phần tử là x thuộc tập số tự nhiên sao cho x lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn bằng 9 và x chia hết cho 3 nhá. Đây là dấu có 3 cái dấu chấm này. Đấy, cái này có 3 cái dấu chấm nhá. Nên là 3 dấu chấm, 3 dấu chấm họ thì hướng dẫn lại rồi đúng không? 3 dấu chấm tức là chia cho 3 nhá. Đấy, nó là chia hết. Rồi, thì đó là hai cách biểu diễn. Tuy nhiên thì trong các cái tập hợp ấy mà các bạn có thể chỉ ra là nó có hữu hạn các phần tử thì theo thầy là các bạn nếu được thì có thể viết theo dạng liệt kê thì tốt hơn. Nếu mà tập hợp B này được biểu diễn bằng biểu đồ Venn thì chúng ta có thể minh họa nó như sau. Đầu tiên các bạn vẽ một cái hình elip. Đó, được chưa? Bên trong thì chấm 4 cái chấm vào vì nó có 4 phần tử mà thì mình chấm 4 cái chấm vào.
các chấm biểu diễn lần lượt là số 0, số 3, số 6 và số 9. Đây là những số có số tự nhiên có một chữ số và mang tính chất là chia hết cho 3. Cả nhà ok phần này chưa? Cả nhà understand phần này không? Có thắc mắc gì không? Để thầy sang phần tiếp theo nha. Ok. Rồi, nào, chúng ta nói đến khái niệm thứ hai này, đó là khái niệm tập con và hai tập hợp bằng nhau. Rồi, tập con và hai tập hợp bằng nhau. Bắt đầu nhá. Tập con khái niệm thứ nhất, chúng ta gọi nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập con của tập hợp B và ký hiệu là A là con B. Khi đó thì ta có thể đọc là A chứa trong B. Chú ý nhá, A chứa nhưng mà ở trong B nhá. Còn cách đọc thứ hai đó là các bạn có thể đọc là đó là B thì chứa A nhá. Được chưa? A chứa trong B là A nằm trong B, hiểu chưa? Còn B chứa A thì là cách viết khác nhá. Tránh viết là A chứa B là sai đấy nhá. Hiểu không nào? Đấy, đây là ký hiệu tập con này. Nó giống chữ C nhưng mà nó hơi bẹp bẹp một tí nhá. Đây, các bạn nhìn hình minh họa thầy này. Đấy, nhìn hình minh họa thầy. Thì cái tập hợp B ấy, nó là cái hình tròn elip bên ngoài, cái elip bên ngoài to hơn, đúng không? Cái thằng A, tập hợp A là cái hình elip bên trong bé hơn. Ví dụ thầy chấm một phần tử ở đây, A nhỏ nào đó, phần tử này nằm trong A, A và nó nằm trong B luôn, đúng không? Phần tử B nào đó thầy chấm ở đây, nó nằm trong A và cũng nằm trong B. Đấy, thêm một thằng C nữa đi, bất kỳ thằng nào là dù có nằm trong A ấy, hay nếu mà nó đã nằm trong A ấy, thì chắc chắn là nó nằm trong B rồi, đúng không các em? Thế nên chúng ta gọi là A là con B, cả lớp hiểu chưa nào nhé. Là chúng ta có quy ước như sau này, tập hợp rỗng thì được coi là tập con của mọi tập hợp đấy, không có chứa phần tử nào hết thì nó là tập con của mọi tập hợp nhé. Vậy khi biểu diễn dưới dạng các ký hiệu toán học đấy, thì nếu A là con B tương đương này với mọi giá trị của x, nếu x thuộc A thì suy ra x phải thuộc B nhá. Suy ra x phải thuộc B, không có chiều ngược lại đâu nhá. Không có chiều ngược lại, cả lớp chú ý cho thầy. Khi A là con B thì ta cũng có thể viết là B chứa A. Đấy, đọc là B chứa A, thầy đã viết bên trên cho các bạn rồi. Nếu A không phải là tập con của B thì mình viết là A không phải là con B thôi. Để cho các bạn, rất giống lớp 6 đấy. Thầy thấy chả khác gì lớp 6 đoạn đầu này đâu nhá. Các bạn lớp 6 học tốt thì sẽ nhớ những mang máng phần này. Lớp 6 các bạn học xong cái này còn học đến bội với ước các kiểu đấy, nhớ không? Rồi, vậy tính chất này. A là con của chính nó với mọi tập hợp A. Tại vì sao? Tại vì là với mọi x ấy, nếu mà x thuộc A thì suy ra là x vẫn thuộc A. Đấy. Thế nên là trông rất là vô tri nhưng mà A luôn luôn là con của chính nó nhá. Tập A là tập con của chính nó. Thứ hai này, tính chất này thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là tính chất bắc cầu các em ạ. Nếu A là tập con của B mà B lại là tập con của C thì A là tập con của C nhá. Giống như kiểu ấy là ví dụ như là thầy ở Hà Nội đi, thầy ở quận Thanh Xuân. Đấy, thầy ở quận Thanh Xuân, thầy ở quận Thanh Xuân Hà Nội nhá. Quận Thanh Xuân thì nằm trong thành phố Hà Nội, đúng không? Thành phố Hà Nội thì lại nằm trong gì? Nằm trong nước Việt Nam. Đấy, thì chúng ta có thể nói luôn là gì? Quận Thanh Xuân nằm trong nước Việt Nam, đúng không? Hiểu nôm na là như vậy, các bạn hình dung được không? Đó, và đây là hình vẽ minh họa của nó này. Thằng A đây này, thằng A đây, nằm trong B. Đấy, mọi phần tử của A, các bạn có chấm bất kỳ phần tử nào của A đi, nó cũng nằm trong B nhá. Thì phần tử này A nằm trong B ấy, mà bất kỳ phần tử nào của B cũng nằm trong C. Thế nên chắc chắn là gì? A cũng nằm trong C luôn. Cả lớp hình dung được phần này chưa? Đó. Và từ khái niệm tập con ấy thì chúng ta phát triển ra khái niệm tiếp theo, đó là hai tập hợp bằng nhau. Hai tập hợp ấy được gọi là bằng nhau khi mà giả sử thầy có hai tập hợp nhá. Cái này câu chữ bị viết sai chính tả nhiều quá. Hai tập hợp là A và B gọi là bằng nhau khi A là con B và đồng thời B phải cũng là con A. Tức là mình hiểu là gì? Mỗi phần tử của tập hợp A thì cũng là phần tử của tập hợp B và mỗi phần tử của tập hợp B thì cũng là phần tử của tập hợp A, hiểu không? Thế nên là lúc đấy bản chất là hai thằng giống nhau. Đấy, hai thằng là một nên chúng ta có thể viết là A là bằng B, được chưa các em? Khi A và B là hai tập hợp bằng nhau với cả lớp thì
mọi phần tử trong tập hợp A thì cũng có trong tập hợp B và ngược lại nhá, hiểu chưa nào? Nó giống y hệt nhau về số phần tử này. Đó, về số phần tử nó phải giống nhau nhá. A có 10 phần tử thì B cũng phải có 10 phần tử. A có 10 phần tử là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì B cũng phải có 10 phần tử là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, được chưa các em? Đấy, ví dụ này, cho tập C gồm các tam giác có 3 cạnh bằng nhau và tập hợp D gồm các tam giác có 3 góc bằng nhau thì hai tập hợp C và D có bằng nhau hay không? Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau khi và chỉ khi đó là tam giác có 3 góc bằng nhau. À, đúng không? Và đó chính là tam giác đều đấy. Đấy, hai cái tập hợp này cùng chỉ là tập hợp tất cả các tam giác đều. Vì thế nên là hai tập hợp C và D là hai tập hợp bằng nhau, cả nhà ok chưa? Và cuối cùng thêm một ví dụ nữa nhá. Rồi chúng ta bắt đầu sang luyện tập nào. Cho hai tập hợp đó là C. À, tập hợp C ấy, nó biểu diễn chứa các phần tử là các giá trị n thuộc tập số tự nhiên. Biết n là bội chung của 2 và 3 sao cho n bé hơn 30. Còn tập hợp D ấy, là gồm các cái thằng số tự nhiên n sao cho n là bội của 6 và n cũng nhỏ hơn 30. Chúng ta chứng minh C bằng D. Thế thì mình chỉ cần liệt kê các phần tử ra thôi. Ở đây thầy liệt kê thằng C ra đi. Thằng C để bộ chung của 2 và 3 mà nhỏ hơn 30 thì chúng ta có những số nào các em? Bắt đầu từ số 0 này, đúng không? Còn các bạn có số 6 này. Đấy, số 12, số 18, số 24. Còn tập hợp D chúng ta có bội của 6 thì cũng bắt đầu từ số 0, rồi số 6, số 12, số 18, rồi số 24. Cả hai tập hợp này các em thấy là gì? 0 nằm trong C thì 0 cũng nằm trong D. Đấy, và ngược lại đúng không? 6 nằm trong D thì 6 cũng nằm trong C. 12 nằm trong C thì 12 cũng nằm trong D. Tóm lại nhìn nhanh, thằng này có 5 cái, thằng này có 5 phần tử và 5 phần tử này giống y hệt nhau nên chắc chắn là C bằng D nhá. Đấy, đó là phần nội dung kiến thức thứ hai liên quan đến tập con và hai tờ bằng nhau. Cả nhà hiểu bài chứ? Hiểu bài không? Hiểu lý thuyết chưa? Lý thuyết phần đầu tiên này ok chưa nào? Ok rồi thì chúng ta chuẩn bị đến để hoạt động và trải nghiệm thực hành nào. Hoàng Vũ comprehend à? Thằng này IELTS tốt nhỉ? Chỗ thầy á, chỗ thầy chả gần cái Ocean Park nào hết. Cách phải 20 cây mà. Chắc là gần 1, 2, 3 vì thầy cũng chả biết nó khác nhau ở cái gì. Đến thầy mới đến cái chỗ đấy một lần từ rất lâu rồi. Đấy, còn gần đây thì có đến đấy đâu, cũng chưa biết nó tròn méo như nào. Rồi, nào chúng ta sang bài toán, một số bài toán để luyện tập nhé. Dạng số 1 của chúng ta ấy, đó là bài toán ví dụ số 1. Dạng 1 là bài toán xác định tập hợp này. Đó, và ví dụ 1 là viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. Rồi, quẩy nha. Nào, bắt đầu này, câu A. Đề bài yêu cầu chúng ta là tập hợp A là tập hợp các phần tử x thuộc tập số thực đúng không? À, sao cho 2x trừ x bình bằng nhân 2x bình trừ 3x trừ 2 bằng 0. À, vậy thì chúng ta giải phương trình này đi. Mình giải phương trình. Đấy, để xem có những phần tử nào. Từ phương trình đấy thầy tương đương. Đấy, 2x trừ x bình bằng 0 và 2x bình trừ 3x cộng 2 trừ 2 bằng 0. Rồi. Ai nhầm được thì tốt nhá, ai không nhầm được cứ lấy máy tính ra mà bấm thôi. Đấy, đầu tiên là trừ 1 này. Đấy, 2, 0. Các bạn lưu ý nhá, bạn nào không nhầm được và tính toán không nhanh ấy, thì các bạn vừa bấm máy và vừa giải tiếp. Ý các bạn có thể tập giải tay và các bạn cũng đồng thời là lấy cả máy tính ra bấm nhá. Với những câu mà giải thầy giải nhanh quá thì các bạn phải biết bấm máy để ra được những con rất hiển nhiên như thế này. Thì con đầu tiên thầy ra được nghiệm đó là x bằng 2 với x bằng 0. Đấy. Con số 2 nào. Con số 2 là 2 trừ 3 với âm 2. Chúng ta có nghiệm là 2 với trừ 1 phần 2 này. Đấy. X bằng 2 với x bằng trừ 1 phần 2. Đừng tưởng là hai phương trình bậc 2 mỗi phương trình có hai nghiệm mà có 4 phần tử nhá. Các em phải thấy là nghiệm 2 nó bị trùng lại một lần đây này. Nên là tập hợp A này của chúng ta, thầy sẽ viết lại nó chỉ có 3 phần tử thôi, là trừ 1 phần 2, 0 và 2 nhá. Ok chưa cả nhà ơi? Đó, rồi, thầy sang câu B nào. Câu B là tìm N
thuộc là các số tự nhiên, biết là n bình lớn hơn 3 và n bình bé hơn 30. Đấy. Thì chúng ta giải hàng ngày thôi. N bình lớn hơn 3 và n bình bé hơn 30 nào. Thì theo thầy là cái này chúng ta có thể nhẩm liệt kê ra luôn đi. Đấy, chưa cần giải bất phương trình vội đâu. Cái này để kỳ 2 chúng ta học bất phương trình đi giải cho nó gọn gàng nhá. Nào, chúng ta nhẩm thử nhá. Các bạn nhẩm thử này. Đây, để nhẩm cho nhanh ấy, các em nhập vào máy tính x bình, được chưa? X bình nó sẽ tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho n bình đấy, mọi người hiểu không? Bây giờ các bạn thay giá trị, các giá trị các em bấm nút K này và các em thay các số tự nhiên vào cho n bằng 0 thì n bình đang bé hơn 3. Cho n bằng 1 thì n bình lại bằng 1, vẫn chưa lớn hơn 3 đúng không? Cho n bằng 2 thì n bình bằng 4, lúc này nó lớn hơn 3 rồi. Vậy là n có thể là số 2. Đấy, cho tiếp n bình bằng 3. Thỏa mãn nhá. 3 thỏa mãn này. Thế cho n can này, thế cho n bằng 4 kiểm tra thì thấy là n bình sẽ bằng 16 thì vẫn nhỏ hơn 30 lớn hơn 3. Thế nên n có thể là 4. Can, thế cho n bằng 5 đi. Xem nào, 5 thì bằng 5 bình bằng 25, vẫn lớn hơn 3, bé hơn 30 thì thằng này có số 5 nữa. Đấy, hết rồi. Đến số 6 thì các bạn có thể nhẩm nhanh là n bình lúc đấy thì nó là 36 đúng không? 36 thì sao? 36 thì bé hơn 3, làm sao bé hơn 30 được đúng không? Nên chúng ta loại cái giá trị 6 đi. Và tương tự thì 7, 7 bình là 49 rồi, nó còn to hơn nữa cơ. Nên chắc chắn là không thể nào lấy được các giá trị từ 6 đổ đi nhá. Vậy phần tập hợp B của chúng ta, các bạn sẽ tìm được 4 phần tử là 2, 3, 4 và 5. Được chưa nào? Rồi, đấy là câu B. Chúng ta đến với câu C. Câu C. Câu C này, tập hợp của câu C ấy là các phần tử x thuộc tập số nguyên. Đấy, các phần tử x nguyên sao cho là 2x bình trừ 75x trừ 77 bằng 0. Menu 922. 2 này trừ 75 và trừ 77 các bạn bấm bằng sẽ ra được hai nghiệm, đó là 77/2. Đấy, x bằng 77/2. Và một nghiệm còn lại của chúng ta là x bằng -1. Tuy nhiên thì chúng ta nhớ nha, các số nguyên ấy là những số mà gì? Không thể biểu diễn dưới dạng phân số đâu các em ạ nhá. Thế nên là 77/2 này không thuộc tập số nguyên. Đấy, 77/2 này nó là số hữu tỉ cơ. Nên không thuộc tập số nguyên nhá. Còn -1 thì thuộc tập số nguyên. Nên chúng ta lấy được. Đấy, lấy được. Vì vậy nên câu này khi biểu diễn thì chúng ta chỉ có duy nhất phần tử đó là -1 thôi. Ok chưa nào? -1 thôi nhá. Đó là câu C. Rồi, câu D đi. Câu D này các bạn sửa lại đề cho thầy một chút nhá. Câu này đề bị nhầm ấy. Không phải chia đối x bé hơn 3 đâu. À, x bé hơn chia đối 3 đâu. Mà nó là trị tuyệt đối của x bé hơn 3 các em ạ. Trị tuyệt đối của x bé hơn 3 nhá. Đấy, câu D này thì hôm nọ nhá. Ở cái bài tổng ôn lại lớp 9 ý, thầy đã nhắc các bạn giải cái bài này rồi, đúng không? Nhớ không? Trị tuyệt đối x mà bé hơn 3. À, hình như là hôm nọ mới chỉ giải phương trình thôi nhỉ? Phương trình thôi. Đấy, thế thì thôi đây, chúng ta nhắc lại dạng tổng quát nhé. Tổng quát đi. Tổng quát. Nếu mà các em có trị tuyệt đối A mà bé hơn B, đương nhiên là ở đây là B dương nhá, thì A sẽ bé hơn B và lớn hơn trừ B. Được chưa nào cả lớp? A bé hơn B và luôn luôn lớn hơn trừ B. Vì thế nên câu này khi các bạn giải điều kiện ý, sẽ ra được x lớn hơn -3 và bé hơn 3 nhá. Tuy nhiên thì câu này yêu cầu các giá trị x của mình ý, là thuộc tập số nguyên. Tập số nguyên nên nào? Liệt kê thôi, liệt kê ra thôi. Tập số nguyên thì lấy được những số nào đây? À, lấy được -2 này, -1 này, 0 này, 1 này và 2 nhá. Đấy, có 5 giá trị nguyên, thỏa mãn câu D này. Và cuối cùng là câu E, hướng dẫn nốt cả lớp câu E nào. Đấy, câu E nhá, là tập hợp các giá trị x thuộc z và k thuộc z sao cho x bằng 3k. Với điều kiện đó là x phải lớn hơn -4 và bé hơn 12. Thì khi các bạn đọc cái điều kiện này này, x bằng 3k ấy các em, tức là mình hiểu là gì? X bằng 3k ấy, tức là mà k là số nguyên ấy, tức là các em hiểu là x phải
chia hết cho 3, đúng không? Chia hết cho 3. Đấy, vì ca nguyên mà. Nên là 3 chia hết cho 3 rồi thì 3 ca chắc chắn chia cho 3, được chưa nào? Thế nên là chúng ta xem có những số nào mà chia cho 3 trong đoạn từ âm 4 trong mà nó lớn hơn âm 4 và bé hơn 12. Rồi, thì các bạn để trong máy tính nhá, là 3, ở đây không cần, các bạn thay vào luôn đi, thay vào luôn thầy. Không cần máy tính đâu, các bạn bỏ qua máy tính đi. Thế 3K này, các em thay vào X đúng không, là 3K thì phải lớn hơn âm 4 và bé hơn 12. Đến đây cả lớp nhớ này, chia 3 vào cả 3 vế nhá. Chia 3 vào cả 3 vế, thằng này sẽ bé hơn 12 phần 3 và lớn hơn âm 4 phần 3. Tương đương với lại K của mình lớn hơn âm, tức là âm 4 phần 3 thôi nhỉ. Thầy đưa về dạng thập phân đi, nhìn cho nó dễ nhá. Âm 4 phần 3 đâu đó là 1,33 và bé hơn 12 phần 3 là số 4. Thế thì vì K của mình ý, nó là thuộc số, số nguyên đây này các em. Thế nên là mình sẽ liệt kê ra các giá trị của K có thể bằng bao nhiêu. Nó có thể bằng âm 1 này, có thể bằng 0, 1, 2 và 3. Đấy, có 5 giá trị nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có các giá trị là âm 1. À từ, quên. Đây là giá trị của K. Thế nhưng mà từ K ấy, câu này ấy, trong cái tập hợp E ấy, tập hợp E này của chúng ta là mình chỉ tìm X thôi nhá. Tập hợp E này chỉ nói đến các phần tử X thôi, chứ không phải các phần tử K đâu. Đấy, chú ý nhá. Tại vì nó gọi X bằng 3K này. Và điều kiện đằng sau là điều kiện của X mấy đứa ạ nhá. Thế nên là chúng ta sẽ chỉ điền X vào thôi. Đây, câu này thì đúng ra theo thầy là các bạn phải viết như thế này. Cái tập hợp này nó viết như này chưa chuẩn đâu. Cái dấu này này. Cái dấu này nó không nằm ở đây, mà cái dấu đấy nó nằm ở đây. Đây, dấu đấy đúng hơn thì nó nằm ở đây. Cả lớp lưu ý giúp thầy giáo nhé. Cái dấu đấy nó phải nằm ở đây. Tức là tập hợp này là tập hợp những phần tử X thuộc tập số nguyên. Biết rằng nếu mà K thuộc tập số nguyên ấy thì X sẽ bằng 3K và X lớn hơn âm 4 và bé hơn 12. Chỗ này rất lưu ý nhé. Đó. Thế nên khi các em tìm được K rồi thì sao? Phải nhân 3 để tìm được X. Ok chưa ạ? Nhân 3 lên tìm X này. Thì X sẽ bằng này. Thầy sẽ có nó là âm 3 này, 0 này, 3 này, 6 này, với 9 nhá. Vậy thì thằng này sẽ có các phần tử là âm 3, 0, 3, 6 và 9. Kết thúc bài toán. Và đó là toàn bộ ví dụ 1 của chúng ta. Các bạn hiểu bài và không có vấn đề gì với ví dụ số 1, các bạn comment giúp thầy giáo OK 1 nhé. Đấy. Và thầy sẽ dành cho cả lớp 2 phút đi các bạn, để các bạn chữa bài và ghi bài. OK 1 phát nhé. Rồi ai cần thì ghi lại bài, chữa lại bài. Ai có câu hỏi gì bật mic lên hỏi thầy nếu cần nhé. Trong đó thì thầy sẽ xin phép cả lớp là nha một miếng thạch. Đấy. Mẹ thầy làm thạch dừa hay sao ấy. Thế là trong tủ nhiều quá, ăn cho nó hết. Rồi, những ai mà ghi xong bài thì có thể bắt đầu nhìn ví dụ 2 và làm thử trước các câu. Rồi thầy sẽ chữa ví dụ số 2 nhé. Mày có chắc là ăn được không? Mày phải ra đây, phóng ra Hà Nội đi. Cái thạch dừa giống như kiểu thạch dừa bán rong ngoài chợ ấy mà. Thầy có hay thấy cái hàng bán rong ngoài chợ đầy, tự nhiên từ đâu ra trong tủ có mấy hộp về ăn cho nó hết. Nào, thạch dừa chấm tương ớt á. Thầy không muốn nhập viện đâu, ngộ độc thực phẩm mất. Mà nghe nó hủy hoại nền ẩm thực thật sự ấy. Lướt lâu thầy lướt thầy có những cái món bọn nó sáng chế ra chứ. Trà sữa rồi mắm tôm, xong rồi trà sữa bún đậu mắm tôm, xong rồi lại còn gì, lại còn bún đậu chấm tương ớt nữa.
xong rồi là trà sữa vị với cái vị tẩm tẩm ấy. Thầy đọc, thầy xem, thầy chỉ lướt luôn thôi, nhìn nó sợ quá, nhìn thấy muốn nôn rồi. Ở câu E này em tìm x trước xong tìm k được không thầy? Cũng được nha em. Em tìm x trước ấy, nhưng mà thì em xong em chia xuống để em tìm k. Đấy. Nhưng mà em nên tìm k trước thì nhanh hơn, tại vì có ít giá trị k hơn mà. X thì em đếm ra là tận từ âm 3 đến 11 thì hơi nhiều giá trị. Đấy. Rồi, ok nhá. Ghi bài xong chưa? Còn ai chưa ghi xong không? Ai chưa ghi xong thì cáp lại một phát nhá. Rồi thầy sang câu tiếp theo. Ví dụ số 2. Nào, ví dụ này thì ngược với ví dụ trên. Thì ví dụ trên ấy thì nó bắt các bạn là từ tính chất đặc trưng. Đây này, ví dụ trên ấy là nó cho tính chất đặc trưng đúng không? Và chúng ta liệt kê ra các phần tử. Còn ví dụ 2 này thì ngược lại, đó là nó cho các phần tử và các bạn sẽ phải tìm ra tính chất đặc trưng của các phần tử này. Đấy. Rồi, chúng ta xem thử các phần tử ở đáp án đầu tiên nào. Đáp án A này. Đáp án A này thì đương nhiên là tinh ý, chúng ta phát hiện ra ngay đây là những con số mà nằm trong bảng cửu trương đúng không? Những con số nằm trong bảng cửu trương, và đó chính là bảng cửu trương chia nhân với 4 ấy. Đấy, học bảng cửu trương chia nhân 4 từ lớp 2 rồi. Đấy. 4 x 1 là 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 12, 4 x 4 16 đúng không? Chắc chắn là bảng cửu trương nhá. Vậy ở đây thầy sẽ liệt kê con này như sau này. Đây là tập hợp các giá trị x thuộc tập số nguyên đi. Đấy. Sao cho x bằng 4n nhá. N cũng là thuộc tập số tự nhiên, và n lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 4, được chưa nào cả lớp? Đấy nha. X là số nguyên hoặc là để số tự nhiên cũng được, các bạn để như nào cũng được nhá, để số thực cũng được luôn. Đấy, thậm chí là không để gì cũng được. Tuy nhiên thì phải để dòng này ra để biết là mình đang lấy phần tử trong này là x hay n nhá. Hiểu không? Chúng ta sẽ có một cái gạch này để phân biệt này. Trước cái dòng gạch này sẽ là tập hợp này bao gồm các phần tử x. Sao cho x bằng 4 lần n, được chưa các em? Với n là số tự nhiên và n lớn hơn bằng 0 và bé bằng 4. Đấy. Thì chúng ta sẽ có n bằng 0 thì 4n là bằng 0 này, n bằng 1 thì 4n bằng 4 này, n bằng 2 4n bằng 8, n bằng 3 thì 4n bằng 12, n bằng 4 thì 4n bằng 16, được chưa cả nhà? Nhá, gì khó đâu. Rồi. Này mà khó thì cái gì dễ nữa. Rồi. Câu 2 đi. Câu 2 này. Câu B. Thầy ơi thầy. Sao đây? X chia cho 4 cũng được. Có nhiều cách lắm. Cái tính chất đặc trưng thì lại có nhiều cách, rất là tại nhiều cách viết. Sao n? Tại sao n làm sao? Thế thầy, tại sao n bé lại thuộc n to ở đây? N bé là thuộc tập số tự nhiên ấy. Số tự nhiên. Nếu mà tự nhiên rồi thì có thể bỏ dòng này đi cũng được này. Tại vì nếu mà em không để n bé thuộc tập số tự nhiên ấy, thì em hình dung nhá. Ví dụ em để n bé không nói gì n bé đi, hoặc là n bé là thuộc tập số thực đi. Đấy. Thì nếu mà n bé nó bằng 1 phần 2 ấy, thì x bằng mấy? Thì có phải x bằng 2 không? 4 nhân 1 phần 2 là 2 không? Thì làm gì có trong đây không? Làm gì có trong cái tập hợp này đâu, đúng không? Thế nên là phải để n là thuộc tập số nguyên nhá. Đấy, đó là một cách này. Hoặc là một cách nữa rất là đơn giản. Các bạn có thể viết luôn là x thuộc tập số tự nhiên. Đấy, sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 16 và x chia hết cho 4 cũng được. Đấy, có rất nhiều cách viết nhá. Rất nhiều cách viết. Miễn là sau khi bạn viết xong ấy, các bạn phải đọc lại và thấy là cách viết của tôi khi mà liệt kê lại thì đúng ra 5 phần tử này
không được nhiều hơn, không được ít hơn và không có những phần tử khác ở đây. Đấy, không được thiếu thằng nào, không được thừa thêm thằng nào là được nhá. Cách viết liệt kê thì rất nhiều cách, cả lớp ok chưa? Rồi, câu B này, câu B nhá. -4, 1, 6, 11, 16. Nào, đây là nó giống với mấy bài toán hồi cấp 1 của các bạn ấy, là đọc dãy số và điền thêm các số đằng sau. Thầy đố bọn mày nhá, nếu mà các bạn điền thêm một số đằng sau có đúng quy luật này thì các bạn sẽ điền được số gì? Điền thêm một số, một vài số vào đằng sau theo đúng quy luật thì các bạn sẽ điền được số gì đây? Có phải là thầy sẽ điền được số 21 không? Xong rồi, 26 không các em? Tại sao các bạn biết được quy tắc này? À, tại vì là chúng ta thấy là số sau đúng không? Cứ số sau thì cách số trước 5 đơn vị, số sau cách số trước 5 đơn vị, số sau cách số trước 5 đơn vị đúng không? Đấy, ai biết điền, chuẩn rồi. Vậy thì làm thế nào để mình biểu diễn được cái này? Đấy, lên lớp 11 ấy, các em sẽ học bài đó là cấp số cộng. Thì đây, cái dãy số này được gọi là một cái dãy liên quan đến cấp số cộng. Đó. Thế tuy nhiên thì vì lớp 10 chúng ta chưa học nên mình sẽ biểu diễn nó như sau nhé. Các bạn hình dung này, các phần tử âm 4, 1, 6, 11, 16 ấy, nếu mà thầy trừ đi một đơn vị, tất cả các phần tử này thầy đều trừ đi một đơn vị, trừ đi một đơn vị thì chúng ta ra gì các em? Thì chúng ta ra cái gì đây? Là âm 5, 0, 5, 10, 15 không nhỉ? À, đến đây chúng ta có thể nhìn ra một tính chất rất hay ho của nó. Đó là gì? À, những con số này đều là những con số chia cho 5 các em ạ, đúng không? Đều là những con số chia cho 5. Vậy nhưng mà nó phải trừ đi một đơn vị thì mới chia cho 5 cơ. Vậy thầy sẽ gọi những con số này có dạng là gì? Những con số này có dạng là 5N này, đúng không? 5N nhưng sau khi đã trừ 1 thì mới ra được 5N. Thì làm thế nào để ra lại được thằng này cả lớp? Đang 5N nhá, làm thế nào? Mình trừ 1 đúng không? Thì mình mới ra được thằng này. Đấy, từ đây mình sang đây mình phải trừ 1. Thì từ 5N này mình muốn quay về ngược lại thằng này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cộng thêm 1 không? Phải cộng thêm 1 đơn vị không? Tức là con này có dạng là 5N cộng 1 được không các em? 5N cộng 1, ổn không nào? Đấy, hoặc là 5N trừ 4 cũng được nhá. Có rất nhiều cách viết. Thế tuy nhiên là bây giờ 5N cộng 1 thì mình phải xem N chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu, được không? Thầy viết thử ra này. Đầu tiên là x, con này là có cả số âm nên thầy sẽ viết là x thuộc z nhá. Đấy, sao cho là x bằng 5n cộng 1 với n cũng phải thuộc tập số nguyên đi. Nào, mấy đứa nhẩm xem n phải chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Đấy, nếu mà n bằng 0 ấy, n bằng 0 thì chúng ta có 5n cộng 1 sẽ là số 1. Thì nó bắt đầu từ số 1 thì không được đúng không? Nếu n bằng 1 là 6 này, n bằng 2 thì là 11 này, n bằng 3 thì là 16 này. Đấy, thế là n của mình mắc là bằng 3 thôi. N nó phải bé hơn bằng 3 đúng không? Và lớn bằng gì? Bằng âm 1 không các bạn? Đúng không? N không được nằm ngoài khoảng này, nằm ngoài cái âm 1 đến 3 này, đúng không? N bằng 4 phát là gì? N bằng 4 là có số 21 rồi. Số 21 thì không nằm trong tập hợp B. Hoặc là N bằng âm 2 thì mình lại có số âm 9, cũng không nằm trong cái tập hợp này không? Thế nên là đến đây các bạn nhớ chú ý thêm cho thầy là N của mình đấy, sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 1 và bé hơn hoặc bằng 3 nhá. Đầy đủ cho câu này. Đó, kết thúc câu B. Cái lớp có hỏi gì thầy câu B không? Nếu không có vấn đề gì comment giúp thầy giáo. Em đã hiểu nhá. Em đã hiểu, comment này cho tắt cho đỡ mất thời gian. Em đã hiểu phát. Đấy. Câu này thầy hôm nọ thầy đã có đứa đăng lên nhóm hỏi bài là tại sao lại là 5N-4. Thì 5N-4 và 5N+1 đều được nhá. Đấy. Có một cách viết khác là 5N-4 cũng viết được. Đấy. Rồi, câu C nhá. Nào, câu C này, câu C 2, 3, 5, 7, 11. Đố bọn mày điền được số tiếp theo đấy. Các bạn mà điền được số tiếp theo thì các bạn sẽ hiểu quy luật của nó. Để đố bọn mày điền được số tiếp theo. Ví dụ có một cái dãy là 2, 3, 5, 7, 11. Dãy này thì bọn cấp 1 không điền được đâu. Ít nhất là phải lên tầm cấp 2 mới điền được nhá. 2, 3, 5, 7, 11. À, rồi, đã có Trương Vũ này, Mai Hồng và Hưng Khánh đều được điền được các số tiếp theo, chính xác. À, 13 đúng không? Rồi đến 17 chẳng hạn. Chính xác, đây là những số nguyên tố các em ạ. Và làm gì có số 16 ở Quân? Làm gì có số 16? Số nguyên tố hôm nọ học rồi, nhớ nhắc lại rồi đúng không?
số mà có ước là 1 và chính nó, là các số tự nhiên có ước là 1 và chính nó. Đấy. Vậy nên là thằng này thì rất đơn giản. Nó là x là, thầy gọi là n đi, tập hợp các giá trị n. N là số nguyên tố. Cái này thì mình viết ra, viết thành lời thôi nhá. Sao cho là n bé hơn hoặc bằng 11 được chưa các bạn? Đấy, thế là đủ rồi nhá. Các bạn, nếu mà cẩn thận thì cho lớn bằng 2, nhưng mà bản thân số nguyên tố, ngay trong định nghĩa của số nguyên tố ấy các em, số nguyên tố là số lớn hơn 1. Đấy, số nguyên tố là số lớn hơn 1, có ước là 1 và chính nó rồi. Nên các bạn không cần viết cái lớn hơn 2 cũng được, không cần viết cái lớn bằng 2 cũng được nhá. Rồi, thì đó là ba ý ABC liên quan đến các cái bài toán đại số này. Bây giờ ý E nhá, nào bây giờ là tập hợp của hình học đây, tập hợp hình học đây. Tập hợp hình học sẽ khó hơn vì các bạn phải nhớ cái tính chất hình học của nó này. Tập hợp các điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nào. A đây. B đây. Đấy, các điểm thuộc đường trung trực của nó, thầy lấy ví dụ đây. Đâu đó ở đây. Đấy. Thì các điểm nằm trên đường trung trực của thằng này có tính chất gì các em? Ví dụ thầy chấm một điểm M đi, thầy chấm một điểm M nằm trên đường trung trực đi. Các bạn xem là M có tính chất gì? À, đường trung trực là đường đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông góc với đoạn AB. Thế nên các bạn phát hiện ra ngay ý, nếu mà thầy có một điểm M nằm trên đoạn trung trực ấy, đường trung trực ấy, thì M bao giờ cũng sẽ thỏa mãn là tam giác MAB là tam giác cân, đúng không? Tam giác cân vì có đường cao trùng với đường trung tuyến. Đấy. Tam giác cân nên MA bằng MB các em ạ. Vậy có một tính chất rất quen thuộc mà chúng ta cần nhớ. Tính chất đó là M mà thuộc trung trực của AB. Thầy viết tắt chữ trung trực nhá. Viết tắt chữ trung trực nhá. Thì MA bằng MB. Và ngược lại luôn nhá. Khi và chỉ khi đấy. Khi và chỉ khi. Rồi. Vậy đến đây chúng ta sẽ viết thằng này rất đơn giản thôi. Tập hợp các điểm M. Sao cho là MA bằng MB. À đương nhiên là AB cho trước nhá. Với AB cho trước. AB cho trước. Có điểm AB cho trước. Đấy. MA bằng MB nhá. Đó là tính chất của câu E. Rồi. Chỗ này thì một số bạn sẽ có thể khá là chặt chẽ hơn. Bạn ấy bảo thầy là em có cần viết là AB cho trước và AB phân biệt không thầy? Thật ra thì viết thế thì cũng rất là tốt thôi. Thì tuy nhiên là với chủ trương mới đấy, chủ trương mới của chương trình 2018 thì là bộ không muốn các bạn là quá đi sâu vào những cái trường hợp đặc biệt, quá đặc biệt, những cái trường hợp bẫy nhau, những cái trường hợp mà không gặp trong thực tế nhiều. Thế nên là chúng ta sẽ gần như là không cần phải viết như vậy. Mình chỉ cần hiểu AB cho trước là coi như là AB đã phân biệt rồi nhá. Anh Vũ hỏi thầy là chưa hiểu câu B tại sao có N lớn hơn âm 1 bé hơn 3. Em nhìn này, em thay N bằng vào cái 5N cộng 1 này đi. Em phải thay N vào 5N cộng 1 đi. Thì nếu mà N bằng âm 1 ấy, thì em có chỗ này là âm 5 cộng 1 là âm 4 không? Là số này không? N bằng 0 thì 5N cộng 1 là 1. N bằng 1 thì 5 x 1 là 5, 5 cộng 1 là 6 không? N bằng 2, 5 x 2 là 10, 10 cộng 1 là 11 không? N bằng 3, 5 x 3 là gì? Là 15 cộng 1 là 16 không? Được chưa? Nên nếu mà N bằng 4 ấy, N bằng 4 thì sao? 4 x 5, 20 cộng 1 là 21 không? 21 thì làm gì nằm trong tập hợp B này nữa? Được không? Nhá. Hay là nếu mà N bằng âm 2 đi, âm 3 các thứ đi, thì nó sẽ ra các số như kiểu là âm 9, đấy, âm 14 thì nó bé hơn cái là những số nằm ngoài cái tập hợp này rồi. Nó không liên quan đến tập hợp này nữa rồi. Nhá. Thì mình chỉ được lấy N từ âm 1 đến âm 3, à lấy 3 thôi. Không được lấy nằm ngoài cái đoạn âm 1 đến 3 này đâu nhá. Rồi, đấy là câu B nhá. Nào, câu F các em ạ. Thế sang câu F. Tập hợp các điểm thuộc đường tròn tâm Y cho trước và có bán kính bằng 5. Đường tròn tâm Y. Thì giả sử M thuộc đường tròn tâm Y đi. M thuộc đường tròn tâm Y. Tập hợp tất cả các điểm M nhé. M là các điểm mà thỏa mãn là thuộc đường tròn tâm Y chẳng hạn. Nào, thì tính chất là gì đây các em?
bán kính bằng 5 thì có phải là IM ấy nó bằng 5 không cả lớp? Đúng không? Đấy, khi M mà nằm trên một đường tròn tâm Y đúng không? Thì khoảng cách từ M đến Y nó chính là bằng bán kính đường tròn này, đúng không các em? Đấy, bán kính đường tròn Y này, M này và IM phải bằng 5. Thế nên là câu E câu S này thì khá đơn giản. Chúng ta viết như sau. Tập hợp tất cả các điểm M sao cho là với Y cho trước thì IM bằng 5 nhá. Thế là được, được chưa ạ? Rồi. Tiếp câu tiếp theo nhá, phải sang câu G này, câu G nhá. Tập hợp các số chính phương. Câu G này tập hợp các số chính phương. Câu F mọi người xem lại xem có vấn đề gì không? Nào câu G tập hợp các số chính phương. Số chính phương hôm nọ rồi chúng ta nói rồi. Đầu tiên là liệt kê thử nhá. Liệt kê thử nhá. Các số chính phương là những số mà khi mà các em khai căn thì sẽ ra được các số tự nhiên hay số nguyên đúng không? Là những số 1 4 gì nhỉ? 9 đúng không? 16 vân vân. Đấy đúng không? Đấy. Thì cách viết này của chúng ta thì cũng một phần có thể biểu diễn cho các số chính phương rồi các em ạ. Tại vì là mình có vân vân ở đằng sau để biểu thị rất nhiều các số. Và với cái rất nhiều các trường hợp đằng sau thì chúng ta sẽ biết là mình sẽ còn các số chung tính chất như vậy. Quên mất còn số 0 nhé. Số 0 cũng là số chính phương luôn cả nhà. Số 0 là số chính phương bé nhất đấy. Vậy thì số chính phương mình biết nó là bình phương một số rồi đúng không? Thì thầy sẽ viết lại dưới dạng ký hiệu toán học nhá. Rất đơn giản như sau thôi. Các em cho N thuộc tập số tự nhiên thỏa mãn này với K cũng thuộc tập số tự nhiên và N thì luôn luôn bằng K bình phương. Đấy, thì chắc chắn các em sẽ có, đây là tập hợp tất cả các số chính phương, được chưa nào? Đấy, K bằng 0 này thì N bằng mấy? N bằng 0. K bằng 1 thì N bằng 1. K bằng 2 N bằng 4. K bằng 3 N bằng 9. K bằng 4 N bằng 16. Đấy nhá, vân 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 vân. Đó. Rồi và cuối cùng là câu H. Tập hợp các ước chung của 36 và 120. Tập hợp các ước chung của 36 và 120. Câu này thì coi như là chúng ta không viết theo cái kiểu ước chung nhỏ. Ước chung nhá, chúng ta không viết kiểu như này đi. Chứ viết kiểu như này thì nó hơi giống như kia quá. Cái này chỉ là viết lại cái đề bài thôi. Đấy, thì mình hiểu ước chung của 36 và 120 ấy, là những số mà 36 chia cho số đấy và đồng thời 120 cũng chia cho số đấy không? Thế nên chúng ta có thể viết như sau. Ước chung này thì đương nhiên là đều là các số tự nhiên rồi. Các số nguyên đi, số nguyên mới đúng. Đấy, tập hợp các số ước chung này, các số nguyên thỏa mãn nha. Là 36 chia hết cho N và 120 chia hết cho N, thế là được nhá. Đó. Đấy, thì đó là câu H của chúng ta và thầy kết thúc ví dụ số 2. Rồi, cả lớp cùng nhau nhìn lại câu 2 một lượt. Các bạn cần chữa câu nào thì có thể nốt qua lại các ý nhé. Đấy, những ý nào mà thầy không viết vào đây thì tức là nó quá dễ và thầy cũng đã giải thích thông qua bước làm rồi thì các bạn có thể nốt vào luôn trong lúc thầy nói. Nếu mà xong rồi thì các bạn comment x2 giúp thầy nhé. Chép bài xong rồi và hiểu bài rồi thì comment x2 một phát. Đấy, mọi người sau khi comment xong thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ thứ 3. Các bạn xong rồi thì có thể đọc và làm luôn ví dụ số 3 nhé.
Rồi, x2 nha, x2 nha. Tiếp nha cả nhà ơi, thầy sang câu số 3 nhớ chưa ạ? Rồi câu 3 nào. Câu 3, nốt câu cuối của dạng 1 rồi chúng ta sang dạng về tập con nhé. Dạng 1 này là dạng xác định tập hợp thôi. Trong các tập hợp sau đây thì tập nào là tập rộng? Thì mình kiểm tra xem cái điều kiện của tập hợp nó có thỏa mãn với cái tập hợp số mà nó biểu diễn hay không. Ví dụ như câu A. Câu A này, thầy có trị tuyệt đối x mà bé hơn 1. À, vừa dạy văn nãy xong. Đây, nhìn lại cho thầy. Tổng quát đây. Đó, trị tuyệt đối A mà bé hơn B. Đương nhiên B là số dương. Thì A lớn hơn âm B và bé hơn B nhá. Đấy. Vậy tức là các em suy ra tương đương x lớn hơn âm 1 và bé hơn 1. Mà x thì thuộc z, nên chúng ta chỉ có duy nhất giá trị x bằng 0 thỏa mãn yêu cầu của tập hợp này. Vậy tập hợp này là tập hợp số 0. Nó có một phần tử nhá, và đấy là số 0, được chưa các em? Đấy là số 0. Đấy. Rồi, câu B. Câu B các bạn lấy máy tính ra, bấm menu 922 cho thầy. 1 này, âm 4 này và 2. Bằng chúng ta có hai nghiệm là 2 cộng căn 2 và 2 trừ căn 2. Câu B các em sẽ có x bằng 2 cộng căn 2 hoặc x bằng 2 trừ căn 2 nhé. Đây không phải số hữu tỉ cả lớp ạ. Đây cũng không phải số hữu tỉ luôn. Số hữu tỉ là số mà hoặc là ở dạng thập phân, nhưng mà là thập phân hữu hạn nhé. Đây là thập số thập phân vô hạn, không tuần hoàn này. Đấy. Các bạn cứ nhớ là có căn 2 này, căn 3 này, hay là căn 5 này, căn 6, căn 7, căn 8 là những số mà không phải số hữu tỉ các em ạ nhá. Tập B này đã là tập rỗng rồi. Ông này đã là tập rỗng rồi nhá. Ông này đã là tập rỗng rồi mấy đứa ạ. Làm gì có thằng nào đâu. Đúng chưa ạ? Đấy. Con C nào. Con C bằng biện pháp nghiệp vụ thì thầy giáo giải ra được x bình cộng 7x cộng 12 bằng 0. Bằng âm 3 hoặc x bằng âm 4 nha. Hai con này nguyên âm. Nguyên âm thì làm quái gì có phải là số tự nhiên đâu, đúng không? Không phải số tự nhiên thì tập này cũng là rỗng nốt nhá. Hai tập rỗng là đáp án B và C, rồi câu B và C đấy. Rồi xong. Kết thúc câu số 3 cũng là kết thúc cái dạng đầu tiên liên quan đến biểu diễn tập hợp nhá. Dạng 1 ok chưa cả nhà? Dạng 1 hiểu bài chưa? Hiểu bài rồi comment HB giúp thầy nhá. Hiểu bài rồi comment. Hiểu bài. Cho nó ngắn gọn. Rồi, tiếp nào, thầy sang dạng số 2. Bài toán tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau. Ý A này, một ý luyện tập khá là bản chất của bài toán. Đó là đề bài cho một tập hợp A gồm 4 phần tử, đó là 1, 2, 3, 4. Yêu cầu các em là viết tất cả các tập con bao gồm một phần tử. Một phần tử. Nào, câu A. Thì thầy sẽ có các tập hợp con của nó. Thì bao gồm các tập hợp một phần tử đúng không? Thì mình cứ viết ra thôi, 1 này, 2 này, 3 này và 4 nhá. Đây là 4 tập con. Đấy, có một phần tử của tập hợp A, được chưa? Nhớ này, viết là mở ngoặc 1, đóng ngoặc thì nó là tập hợp bao gồm một phần tử là 1 nhá. Thì nó mới là tập con được nhá. Còn nếu các em chỉ viết là 1 2 3 4 thôi thì 1 2 3 4 chỉ là các phần tử thôi nhá. Nhớ là viết tập con. Tập con là đã là tập hợp rồi nhá. Nên phải có dấu ngoặc. Bây giờ thì đến câu B này. Câu B là tập hợp con có hai phần tử. Đấy, hai phần tử nhá, cả lớp lưu ý này. Nó có nhiều lắm đấy, không ít lắm đâu, nhìn nhá. 1 2. Các bạn nhìn theo thứ tự thấy viết nhá. 1 2 này, 1 3, 1 4 này. Đấy, thấy không? 1 3 1 4. Lưu ý là đổi thứ tự thì nó vẫn là tập hợp đấy nhá. 1 2 rồi thì 2 1 nó vẫn là 1 2 nhá. Nên là 1 2
21 như nhau. Bây giờ thầy có 2, 3, 2, 4 này. Đấy. 2, 3, 2, 4. Và cuối cùng là gì? À, cuối cùng là còn thằng 3, 4 nữa nhá. Hết. Đấy, 3, 4 nữa. Hết. Đấy. Thì tập hợp này của chúng ta sẽ có 6 tập hợp con của nó. Được chưa các em? Và thằng C. Thằng C này. Viết tập hợp con bao gồm 3 phần tử. Thì các bạn hình dung nhá, bản thân tập hợp A ấy, nó đã có 4 phần tử rồi đúng không? Nên khi mà có 3 phần tử ấy, thì các bạn hiểu là A 3 phần tử này thì là mất số 4 đúng không? Mất số 1, mất số 2 hoặc mất số 3. Mỗi lần mất đi một số ấy, là chúng ta sẽ có một tập con có 3 phần tử. Được chưa nào? Ờ, không tính rỗng đâu. Rỗng là không có phần tử nào nhỉ? Không tính rỗng nhá. Không tính rỗng các em ạ. Rỗng là phần tử, tập hợp không có phần tử nào mà. Không có phần tử nào mà. Thế nên là đây là vẫn có một phần tử này, hai phần tử, ba phần tử như này thì làm gì có rỗng đâu nhá. Đấy. Rồi thằng này thì có 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 và 2, 3, 4 nha. Có 3, 4 tập hợp thôi. Không có rỗng nha em. Đấy. Rồi, thế sang ví dụ số 5. Thầy nghĩ ví dụ số 4 thế thôi nhỉ. À nhưng mà chưa rõ lắm thì sang tiếp ví dụ số 5 đi là sẽ rõ. Nhìn này, tìm tất cả các tập con. Tìm tất cả nhá. Và các tập con gồm có 2 phần tử của các tập hợp sau. Thế thì vẫn là tìm tất cả đúng không? Tìm tất cả luôn cho xong nhỉ. Nào câu A. Câu A này thì các tập hợp con của chúng ta thì sẽ có tập hợp có số 1 này, được chưa? Tập hợp có số 2 nhá. Tập hợp 1 2 và các em đừng quên tập hợp rỗng nhá. Đấy. Đừng quên tập hợp rỗng nhá. Vì rỗng là tập con của mọi tập hợp nhá. Rỗng là tập con của A, được chưa? Nên khi viết tập hợp con thì vẫn có tập hợp rỗng. Đấy. Nhưng tập hợp con này là gì? Nếu mà nó bảo là tập hợp con không có phần tử nào thì mình mới viết là rỗng nhá. Còn đã có một phần tử rồi thì nó không phải rỗng đâu. Đấy. Nên con này sẽ có 4 tập con và có một tập con là 1 2, đây là tập hợp có 2 phần tử, được chưa? Tiếp này, câu B. Thầy bắn rap một tí nhá. Đầu tiên này, tập hợp có một phần tử thì bao gồm A này, B này, C này, được chưa? Tiếp theo này, hai phần tử này là AB này, AC này, đấy, BC này. Rồi, tập hợp con có 3 phần tử này, A, B, C này. Được nhá. B là tập con của chính nó nhá các em. Nên là tập con có 3 phần tử vẫn được nhá. Đấy. Và cuối cùng là tập rỗng nữa nhá cả lớp ơi. Rỗng nữa nhá. Luôn luôn có một tập rỗng cả lớp ạ. Thằng này có 3 tập con có 2 phần tử đây nhá. 3 tập con có 2 phần tử đây này. Đấy. Và cuối cùng là câu C. Câu này thì khi mà các bạn viết ý, đầu tiên các bạn phải viết nó dưới dạng là gì? Dưới dạng liệt kê ra đã. Đấy, liệt kê ra đã. À, menu thầy 2 2 âm 5 với 2 bằng bằng 1. 2 với 1 phần 2 tập hợp C này nó có 2 với 1 phần 2. Thế thì việc liệt kê giống câu A thôi. Đầu tiên là có số 2. Thứ hai là có số 1 phần 2. Thứ ba là 2 với 1 phần 2. Và thứ tư là rỗng nhé. Thứ tư là rỗng. Đấy. Thầy sẽ cho các bạn một công thức nhanh như sau. Công thức này. Tập hợp A. Mà có N phần tử. Thì nó sẽ có 2 mũ N tập con nhé. Đấy. Thầy cho các bạn một công thức này để khi mà các em liệt kê các tập con ra ấy, thì các bạn sẽ biết là mình đang đủ hay là thiếu nhá. Thì các bạn sẽ biết được là mình đã viết đủ hay là thiếu. Đúng rồi. Sao Mai Hồng đã học trước rồi à? Sao biết vậy? Đấy, ví dụ con A này có 2 phần tử đúng không?
thì nó sẽ có hai mũ n là hai mũ hai tập con, hai mũ hai là 4, thì thằng này phải có 4 tập con nhá. Con này là có 3 phần tử này, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nó chính là hai mũ ba tập con đấy, vì n bằng 3 mà. Đấy, thì nó sẽ có hai mũ ba tập con nhá. Đấy, và con c thì nó là 1, 2, 3, 4 đúng không, hai mũ hai, thấy chưa, có hai mũ n tập con. Ồ, siêu quá, tự rút được quy tắc. Quy tắc này thì sẽ nhắc lại cho cả lớp khi chúng ta học đến bài về nhị thức Newton. Đấy, đến chương 2 nhé, kỳ 2 thì các bạn sẽ được học cái bài quy tắc là tại sao lại có cách này, tại sao lại có công thức hai mũ n tập con này. Lớp 10 học được luôn, kỳ 2 mới biết nhé. Ok Nam chưa các em? Ok Nam không? Ok Nam phát đi. Bài này cũng không ngắn lắm đâu. Rồi, mọi người xem kỹ nhá. Nếu mà chữa vào thì nhớ viết đầy đủ nhá, để tránh bị quên thằng nào đấy, tránh để bị sót. Nào, câu số 6 này. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập con của tập nào? Thì câu này thì có một cái điểm đặc biệt ấy, là các bạn lại chưa học cái ký hiệu của câu C này. Câu C này chưa học ký hiệu. Thế thầy viết lại một tí nhá. Thằng B này của chúng ta ấy, thằng B này thì là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, được chưa? Đấy, thằng C này nó là gì? Thằng C này nhá, thằng C này thì nó là ở phần sau. Thì thằng C này là tập hợp các giá trị x thuộc số số thực sao cho là x lớn hơn 0. Đấy, nó là cái tập hợp những số như thế nhá. Đó. Còn tập D, tập D các em bấm máy ra. Con này ra nghiệm không ra? Hình như con này có nghiệm đấy. 2 âm 7. Với 3. 3 với 1 phần 2. Thằng này có nghiệm là 3 với 1 phần 2. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn xem nào, có con nào mà chứa tất cả phần tử của thằng khác không? Đấy. Thì các em nhìn này, con A này có 1, 2, 3 thì con B này cũng có 1, 2, 3 luôn. Thế nên là A là tập con của B nhá. Hết rồi các bạn ạ, hết rồi nhá. A, con A là tập con của C nữa. À, chưa hết, A là tập con của C nữa nhá. Đấy, chúng ta có A là con B và A là con C thôi, hết. Lưu ý này, thằng B này không phải con C đâu nhá. Tại vì thằng C này là x lớn hơn 0, thế nên là nó không có số 0 trong tập hợp C đâu. Nên là con B này không phải con C. Còn con D này thì, con D này của chúng ta thì A, con D này nằm trong C này, thấy không? Các giá trị x lớn hơn 0. Đấy, mà x thuộc số thực thì đây là hai số thực 3 với 1 phần 2 cũng lớn 0 này. À thì chúng ta có thêm một thằng nữa là D là con C nhá. Đấy, kết quả của câu này thì chúng ta sẽ có hai kết quả cần lưu ý. Rồi, kết thúc câu số 6. Cái tập hợp C thì chúng ta sẽ học ở phần tiếp theo. Rồi, câu 7 nhá. Thầy sang câu 7 này. Xác định mối quan hệ của hai tập hợp. Mối quan hệ của hai tập hợp, tức là xem nó bằng nhau đúng không? Hay là con nào là thằng nào là con nào đấy? Đấy, thằng nào là con của thằng nào? Rồi, vậy thì câu này nhá, ý A các em chắc là phải giải ra thôi. Để giải tập hợp B trước này, các bạn bấm máy tính ra sẽ ra nghiệm đó là 1 với âm 3. Bây giờ giải A. Từ phương trình thầy suy ra là x bằng căn 3 trừ 2x nhá. À, dạng này thầy dự vừa cho các bạn ôn tập ở bài đầu tiên rồi đấy, nhớ không? Thì câu này các em có điều kiện này. Điều kiện là x phải lớn hơn 0 nhá. Mấy đứa nhớ không? Mấy đứa nhớ thầy nói không? Tại vì sao? Tại x bằng cái biểu thức bên căn bên này này, mà căn thì luôn lớn bằng 0. Thế nên là có điều kiện x lớn bằng 0.
Đấy, còn lại nó có cả điều kiện xác định nữa. Nó còn có điều kiện xác định nữa cơ. Nhưng mà thôi kệ đi, không cần đâu. Thôi cứ thêm vào đi. Nó có hai điều kiện nhé. Thầy viết thành hai dòng đi. Điều kiện xác định là 3 trừ 2x lớn hơn bằng 0 nhá. Còn điều kiện, điều kiện này để làm gì? Để các em bình phương được hai vế lên là x bình bằng 3 trừ 2x. Đấy, tương đương x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Giống con này giống con B rồi đúng không? Giống con B là mình cũng giải ra hai nghiệm, đó là 1 hoặc là âm 3. Thế nhưng mà với điều kiện là x phải lớn bằng 0 ấy, các em phải loại âm 3 đi nhá. Nên là từ đó ấy, mình chỉ có A. Tập hợp này có duy nhất một phần tử, đó là số 1 thôi, cả lớp bạn nhá. Đấy. Để kiểm tra chắc thì các em có thể thay nó vào lại trong máy tính này. Ví dụ các em nhập vào là x trừ đi căn 3 trừ 2x. Các em can thay số 1 vào thì thấy nó bằng 0, tức là thỏa mãn yêu cầu bài toán, thỏa mãn phương trình. Và nếu các em can thì số âm 3 vào thì thấy nó sẽ không thỏa mãn đâu nhá, không thỏa mãn thế nào thì không được nhá. Đấy. Thì đến đây các em thấy là A có 1, B có 1 đúng không? Thì suy ra A là con B nhá. A là con B. Đấy. Rồi câu B thì sao? Câu B với thằng đầu tiên, thằng B của thầy nhá, liệt kê ra, liệt kê ra các em ạ. 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Đấy, rất nhiều phần tử nhá. Còn con B thì, à con A thì chúng ta xem thử nào. Con A thì chúng ta suy ra là x bình trừ 2x trừ 9 lớn bằng 0. X bình trừ 2x trừ 9 lớn bằng 0. Mở máy tính ra, bấm menu A, chọn bất phương trình bậc 2 này, chọn lớn bằng 0 là chọn số 3. 1, âm 2, âm 9 đấy, bằng. Rồi, máy tính sẽ hiện này, hoặc là x bé hơn 2,1. Tương đương luôn nha. Hoặc là các em có x bé hơn âm 2,1, hoặc là x lớn hơn hoặc bằng 4,16. Tuy nhiên thì câu này nó cho x thuộc tập số tự nhiên mà x thuộc n. Thế nên là các bạn sẽ suy ra thằng A này sẽ bao gồm các phần tử này phải lớn hơn số 4 nhá. Các số tự nhiên mà lớn hơn 4, tự nhiên thì không âm được rồi đúng không? Tự nhiên thì không âm được rồi, nên là lớn hơn 4 thì các em sẽ có bắt đầu từ số 5, 6, 7, 8, vân vân. Đấy. Rồi, vậy thì 5 ở A thì 5 cũng có ở B. 5 ở 6 thì 6 ở A thì 6 cũng có ở B. Tức là thằng nào nằm trong A thì cũng nằm trong B hết nhá. Đấy, nhưng mà số 2, số 3, số 4 nằm trong B nhưng lại không nằm trong A. Thế nên con này nó sẽ suy ra được tính chất của câu này thì cũng là A là con B cả lớp bạn. A là con B. Đấy. Câu số 7 đấy. Rồi, cho một phút ghi bài nếu cần nhá. X7 đi. Ai xong, ai ghi bài xong rồi thì X7 cho thầy phát nhá. Lớn hơn bằng 4,16 mà. Rồi, X7 nha. Nào, hưng bình tĩnh. Đấy. Nào, câu 8. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho là 1, tập hợp 1, 2 thuộc X và X thì lại thuộc tập hợp là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì nhớ này, tập hợp 1, 2 thuộc là tập con của x ấy. Thì tức là 1 thuộc x nhá. Và 2 cũng phải thuộc x. Hiểu không? Thế nên x của chúng ta ấy chắc chắn là chứa 2 phần tử. Đó là 1,
2 rồi nhá. X chắc chắn là chứa 1, 2, được chưa các em? Và bây giờ ấy thì giả sử thầy có x có dạng là 1, 2 với m đi. Đấy. Thì nếu mà x thì nếu mà m mà thuộc vào thuộc x ấy, thì m cũng phải thuộc cái tập 1, 2, 3, 4, 5. Sorry các bạn. M thuộc x thì m cũng phải thuộc tập kia. Đấy. Thì đương nhiên là nếu mà m trùng với 1, 2 thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà chúng ta nói đến trường hợp là m khác 1, 2 đúng không? Thì m có thể là 3, có thể là 4, có thể là 5 nhá, đúng không? M có thể là 3, có thể là 4, có thể là 5. Thậm chí đấy, đây là trường hợp mà x có 3 phần tử nhá. Vậy thì trường hợp này thầy suy ra. Trường hợp này thầy suy ra. Suy ra là x sẽ là 1, 2, 3. Đấy. Hay là 1, 2, 4. Hay là 1, 2, 5. Đấy. Bên trên này chúng ta có một trường hợp là x chỉ cần có 2 phần tử thôi. Đó là 1, 2 nhá. Đấy. Rồi. Tiếp theo này, thì giả sử đến trường hợp số 2 là nếu mà x có 3 phần tử là 1, 2, m, n. Đấy, thì nếu các bạn thấy là m, n mà thuộc vào x thì m, n cũng phải thuộc tập hợp kia không? Là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Đấy, thì mình được suy ra. Lúc này thì m, n thì phải là 2. 2 số m, n này thì nó phải là 3, 4 hoặc 5 nhá. Thế thì x của chúng ta có thể là gì? 1, 2, 3, 4. Hoặc là nó cũng có thể là 1, 2, 3, 5. Hoặc là x cũng có thể là 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Bắt buộc phải có 1, 2 nhé. Bắt buộc phải có 1, 2 các em ạ. Luôn luôn phải chứa 1, 2 nhé. Đấy. Luôn luôn phải chứa 1, 2. Thì tô vào cho chắc đi. Luôn luôn chứa 1, 2. Đấy, luôn luôn chứa số 1 và số 2. Rồi, và thêm một trường hợp nữa đi. Nếu các em thấy là x có dạng là 1, 2, m, n và p, tức là nó có 5 phần tử chẳng hạn. Đó. Thì m, n, p sẽ phải thuộc luôn tập hợp 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ở đây 3 số m, n, p sẽ phải tương ứng cho 3 phần tử là 3, 4, 5 nhé. 3, 4, 5. Vậy thầy sẽ còn một tập hợp nữa. Đó là x chính là tập hợp 1, 2, 3, 4, 5 luôn nhé. Kết thúc bài toán. Đấy. Mình sẽ có 8 trường hợp của x nhá. Tương trường hợp 1 này. Đến đây là trường hợp số 8. Đó. Các bạn thì thầy trình bày khá là chi tiết rồi. Tuy nhiên là nếu mà các bạn mà nhẩm được thì tốt nhé. Các bạn mà nhẩm được thì không cần phải trình bày luôn cũng được. Đấy. Sao là nhân? Ấy quá là như nào? Là dễ hiểu quá à? Dễ quá à? Không như bài tuần trước à? Phát hiện. Thầy và tắt tiếng thôi cho các bạn đỡ bị đói. Hay là thích ASMR? Rồi, 8 thế thôi nhá, 8 thế thôi nhá. Cáp lại đi, ai cần thì cáp lại đi. Sai gì hả? Sao sai? Sao hả Nam? À, thầy biết rồi. Thầy biết mình nói gì rồi. Hoa mắt á? Thắng hoa mắt à? Thế thắng đi rửa mặt đi, cho đỡ hoa mắt. Mày đi rửa mặt đi. Chắc là nhìn màn hình nhiều quá nên bị mỏ mắt đấy. Thầy biết ngay mà, thằng Hải Nam. Các bạn để ý này. Các bạn phát hiện ra nhá. Nhìn này, các em có thấy là ấy, kiểu gì x cũng phải có 1, 2 đúng không? Thì thực ra x của chúng ta ấy, là tìm các trường hợp sao cho là nó là tập con của 3, 4, 5. Mà ban nãy thầy dạy các bạn là gì? Tập con của tập hợp có mấy phần tử? Thì sẽ là 2 mũ n tập con không? Ở đây có 3 phần tử này. Thì nó sẽ có 3, 2 mũ 3 là 8 tập con. Đấy, nhìn này. Nó là 1 đến 8 này. 8 tập hợp x này. Đây là tương ứng với lại gì? Tập con của 3, 4, 5 là khởi rỗng.
Đấy, thằng này tương ứng với tập con 3, 4, 5 là 3, đây là 4, đây là 5. Đấy, tập con của 3, 4, 5 ở dưới này là 3, 4, 3, 5, 4, 5. Và tập con của 3, 4, 5 ở trường hợp cuối cùng này là 3, 4 và 5 luôn. Đấy, nó liên hệ với bài tập con nhé cả lớp. Rồi, câu cuối của dạng này nhá, câu cuối dạng này này. Để A bằng B bằng C. Để A bằng B thì đầu tiên là x bằng 2 luôn, nói thế cho nó vuông nhé. Đấy, và C mà bằng A bằng B ấy, thì C chỉ có gì? C chỉ có 3 phần tử thôi nhá. C có 3. À, C chỉ có 2 phần tử thôi. Mà C bây giờ ấy, nó đang có dạng là gì? 2y với 5 rồi, đúng không? Tại vì x bằng 2 rồi mà, x bắt buộc phải bằng 2 nhá. Thế nên là đến đây ý, để có 2 phần tử thì con y này này, thì con y này nó phải bằng 2 hoặc là y phải bằng 5 nhá. Thì lúc đấy C sẽ có 2 phần tử. Vậy kết luận câu này thì chúng ta sẽ có x y là 2 2 hoặc là 2 5 nhá. Chúng ta có 2 trường hợp cho cặp số x y. Đấy. Câu này hơi bắn rap một tí nhá. Cả lớp nhìn lại một tí cho nó quen này. A bằng B này, con này có 5 còn 5 rồi này, thì phải giống cái số 2 này nữa thì x phải bằng 2 luôn nhá. X bằng 2 tức là C là 2y5. Nhưng mà ba ông này bằng nhau tức là C chỉ có 2 phần tử thôi. Đấy, nên là y phải bằng 2 hoặc y bằng 5. Hết nhá. Rồi, dạng 2 ok chưa các em? Dạng 2 ok, comment dạng 2 ok phát nhá. Chốt hạ dạng 2 nào. Thầy còn quay về dạng cả lớp phần biểu diễn tập hợp số. Rồi, nào, chúng ta quay về phần lý thuyết cho thầy, các bạn dở lại trang trước nhé. Đấy, bạn nào mà in ra rồi thì dở lại trang trước. Đầu tiên thì chúng ta để nói đến các tập hợp số này. Nhắc lại các tập hợp số đã được học. Các tập hợp số tự nhiên là những số mà nó là những cái số đếm đấy, xuất hiện trong tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân nhé. Là N, ngoài ra thì tập số tự nhiên N sao thì nó là tập hợp số tự nhiên bỏ đi số 0 là 1, 2, 3. Thứ hai là tập hợp các số nguyên ấy, thì là bao gồm các số nguyên dương, nguyên âm và số 0. Đó. Thì nó sẽ có thêm các số âm nữa nhá. Nó sẽ có thêm các số âm. Đấy. Các số 1, 2, 3 này thì cũng chính là N sao đấy. N sao này và đối của N sao và số 0. Thứ ba là tập hợp các số hữu tỉ. Là số viết được dưới dạng M trên N. Nhưng M và N ấy phải là số nguyên nhá. Đấy. Chứ nhiều ông bảo là căn 3 trên 2 em viết được dưới dạng M trên N thế này. Không được nhá, căn 3 nó đã không nguyên rồi, nên căn 3 trên 2 này là số vô tỉ nhá. Thì M với N phải thuộc tập số số nguyên và M N có đây là ước chung nhỏ nhất là 1, tức là M N là phân số tối giản đấy. Được chưa? Hoặc có thể hiểu nó là các số vô hạn tuần hoàn. Sau đó thì chúng ta có tập số thực này các em, là các số là tập hợp các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Các số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn nhé. Vô hạn không tuần hoàn. Và từ đó chúng ta có mối quan hệ giữa các tập số là N là tập con của Z, Z là tập con của Q, Q là tập con của R. Được chưa các bạn nhà? Đấy, chúng ta nhìn này, N nằm bên trong thằng Z, Z nằm bên trong thằng Q và Q nằm bên trong thằng R. Rồi, ví dụ hãy xét tính đúng sai các mệnh đề sau. Đây là một ví dụ kiểm tra về phần số học, xem các bạn có phân biệt được các loại số hay không. Ý A này, 3,274 thuộc tập Q. Đây là mệnh đề đúng nhá. Tại vì là số này ấy, các em viết dưới dạng thập phân ấy, nó sẽ là 3,274 chia cho 1.000 nhá. Đấy. Thì nó là số con này còn chưa gọi là gì, chưa tối giản đâu. Để thấy cho nó tối giản thế nào. Tối giản 3,274 bấm bằng phát. Đấy, nó là 16375. Nó là 16375 phần 500 nhá. Nên nó là tập hợp số Q.
Thằng B là căn 2 là thuộc số thực thì đúng rồi, hiển nhiên. Đúng rồi nhá. Thằng C thì 3/4 thuộc Z là sai. Đấy, 3/4 là số hữu tỉ chứ không phải là số nguyên nhá. Thế thôi. Rồi, phần tập hợp số này thì nhắc lại thôi chứ không có gì mới cả. Phần này thì các bạn khi mà làm bài tập thì sẽ nhớ hơn nhá. Còn lý thuyết thì thầy nghĩ không có gì nhiều. Nhé. Bây giờ chúng ta sang phần quan trọng đây, phần buổi ngày hôm nay đây, phần quan trọng buổi ngày hôm nay đó là một số tập hợp con thường dùng của tập hợp số thực, và chúng ta sẽ nhắc lại khái niệm về đoạn, khoảng hay nửa khoảng. Thật ra thì cái phần này các bạn học từ lớp 8 rồi. Thầy nhớ là trong sách giáo khoa lớp 8 các em ấy, các bạn học chương trình cũ ấy là vẫn đã có phần này rồi. Đấy, nhớ không? Tức là lớp 8 học qua mày được không nhớ. Đấy. Thì đầu tiên này, tên gọi và ký hiệu. Thì đây là tập số thực. Đấy. Đầu tiên đây là gọi là tập số thực, là tập hợp tất cả các giá trị thuộc tập số R là tập số thực nhá. Và mình sẽ ký hiệu nó bằng cái khái niệm khoảng đoạn, bằng cái khoảng này, đây là âm vô cực đến dương vô cực, hoặc các bạn có thể gọi là vô cùng cũng được nhá. Có thể gọi là vô cùng hoặc là vô cực. Đấy. Thì trong sách cánh diều ấy, bạn nào học sách cánh diều thì sẽ thấy là trong sách nó chỉ viết là vô cực thôi. Nhưng bạn nào học sách kết nối tri thức, các sách cánh diều chân trời sáng tạo nhé, thì nó sẽ chỉ viết là vô cực thôi. Còn sách kết nối tri thức thì người ta cho các em gọi cả là vô cùng nữa. Nên thường thì thầy vẫn hay đọc là dương vô cùng, âm vô cùng hơn nhé. Đấy, có thể gọi là vô cùng hay là vô cực. Âm vô cùng, dương vô cùng hay là âm vô cực, dương vô cực. Đấy. Thì nó là toàn bộ tất cả các giá trị nằm trong tập số R. Đấy. Thứ hai này, chúng ta ký hiệu đoạn AB, đọc là đoạn AB nhé, là tập hợp vô số các giá trị x đấy thuộc tập số thực sao cho x lớn hơn hoặc bằng a và bé hơn bằng b nhá. Ký hiệu này thì khi mà các em ký hiệu trên trục số ấy thì các bạn kẻ cái trục số ra, các bạn kẻ trục số ra chẳng hạn nhá, các em có cái đoạn từ 1 cho đến 3 chẳng hạn, thì các bạn chấm số 1 vào, chấm số 3 vào, xong rồi kẻ cái dấu ngoặc vào nhá. Đấy, cái ngoặc ở chỗ 1 với 3 này hướng vào trong hay hướng ra ngoài thì các em kẻ cùng chiều tương ứng nhá. Đấy, thì đoạn đó là đoạn 1,3, phần bên ngoài các bạn gạch đi là sẽ biểu diễn được cái đoạn. Đây là gọi là đoạn 1,3 nhé. Đoạn 1,3. Đó. Thế lưu ý này, đoạn 1,3 nào, đoạn 1,3 chẳng hạn thì có bao nhiêu phần tử? Cái này có vô số phần tử nhá các em. Vô số phần tử cả lớp ạ nhá. Thầy minh họa nhá. À, số 1 nó thuộc đoạn này. Đấy, đoạn là lấy cả hai đầu mút nhá. Lấy cả số 1, lấy cả số 3 nhá. Số 1,5 cũng thuộc thằng này. Số căn 2 cũng thuộc thằng này luôn. Đấy, rất nhiều số nhá các em. Số 3 phần số căn 3 cũng thuộc đoạn này. Thế nên là đây là một tập hợp bao gồm vô số phần tử nhá các em. Thế nên là để biểu diễn được cái tập hợp có vô số phần tử này thì người ta mới dùng cái ký hiệu đó là đoạn và khoảng nhá cả lớp. Ok chưa nào? Tập trung nghe thầy giảng đi. Tiếp theo này, khái niệm khoảng AB là thể hiện ra một tập hợp có vô số phần tử x thuộc tập số thực sao cho là x lớn hơn a và x bé hơn b, được chưa? Khi ký hiệu khoảng thì các bạn dùng dấu ngoặc tròn nhé. Ký hiệu đoạn thì các em dùng ngoặc vuông. Còn ký hiệu khoảng thì các bạn dùng ngoặc tròn thôi, được chưa nào? Ngoặc tròn. Phần nào bên ngoài ngoặc thì các bạn dùng dấu x để đánh dấu là không lấy các giá trị đó, tức là gạch đi nhé. Đấy, tiếp theo này, khoảng từ âm vô cùng đến a là biểu diễn vô số, là một khoảng là một tập hợp gồm vô số các số thực x sao cho là x bé hơn a. Đấy, tức là ví dụ ấy, ngày xưa các em giải bất phương trình chẳng hạn, các em ra x bé hơn 2 ấy, thì bây giờ mấy đứa sẽ viết là âm vô cùng cho đến 2, được chưa? Âm vô cùng cho đến 2 nhá. Đấy, hoặc là âm vô cực cho đến 2. Đây thì ký hiệu của thằng khoảng này đây. Nhớ này, cái chỗ vô cực này nó luôn luôn đi với dấu ngoặc tròn nhá. Luôn luôn đi dấu ngoặc tròn nhá. Thằng nào mà viết như này nhá. Đấy. Thằng nào mà viết như này nhá là thằng đấy là có tội với loài người nhá. Gọi là mang tội ác chống lại toán học nhá. Tội ác chống lại tri thức loài người nhá. Nhớ nhá. Không bao giờ viết như này nhá. Thằng vô cực với dương vô cực, âm vô cực bao giờ cũng là ngoặc tròn nhá các em. Được chưa? Ngoặc tròn nhá. Đấy. Nó thể hiện là gì? Khi các em cứ đếm mãi. Đấy, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tỷ, 20 tỷ, 100 triệu tỷ, 1 tỷ tỷ tỷ, đếm rất to, đếm mãi, đến cái số vô cùng luôn. Đấy.
thì thật ra là nó sẽ không phải là một giá trị cụ thể, nên mình sẽ không thể nào đặt cho nó cái dấu ngoặc vuông được nhá. Đấy, x không bao giờ bằng được một cái vuông cực đâu, mà x thế nên là không bao giờ dùng ngoặc vuông nhá, luôn luôn là ngoặc tròn. Vậy tương tự này, cái khoảng từ a đến dương vô cùng ấy thì biểu thị cho là tập hợp các giá trị x thuộc R sao cho là x lớn hơn a, thì nghĩ là nên viết như này đi cho nó đồng bộ, viết như này trông ngu si quá viết như này trông hơi ngớ ngẩn, thì cho x lớn hơn a đi nhá. Đấy, x lớn hơn a rồi. Nửa khoảng nào, khái niệm tiếp theo là nửa khoảng. Đấy, hết đoạn này, đoạn là ngoặc vuông được chưa, khoảng là gì, khoảng là ngoặc tròn. Còn nếu mà nửa nạc nửa mỡ, có cả vuông, có cả gì, có cả tròn, thì chúng ta gọi nó là nửa khoảng, được chưa các em? Ví dụ nửa khoảng AB thì các em thấy dấu ngoặc vuông ở đâu ấy thì thằng x nó sẽ có dấu bằng ở đó nhá, là tập hợp các số thực x sao cho là x lớn hơn hoặc bằng a và bé hơn b. Nửa khoảng a nhỏ đến b thì là tập hợp các giá trị x lớn hơn a và bé hơn hoặc bằng b nhá. Thấy chỗ nào có ngoặc vuông ấy cả lớp, ngoặc vuông là có thể bằng giá trị đó nhá, còn ngoặc tròn ấy là phải lớn hơn hẳn hoặc là bé hơn hẳn giá trị đấy, hiểu chưa nào? Cuối cùng thì nửa khoảng từ âm vô cùng đến a này là x bé hơn hoặc bằng a, hoặc là nửa khoảng từ a đến dương vô cùng là x lớn hơn hoặc bằng a nhá. Và cách biểu diễn các bạn tham khảo ở hàng bên cạnh cho thầy. Đấy, phần này là một phần không quá mới đâu, tuy nhiên thì chúng ta được khái quát lại, và các khái niệm này thì sẽ theo chúng ta đến hết năm lớp 12, ít nhất là như vậy nhá, ít nhất là như vậy đó. Và cả lớp lưu ý này, khi mà chúng ta nói là khoảng AB ấy, thì A đã phải nhỏ hơn B sẵn rồi nhá các em, thì A đã phải nhỏ hơn B sẵn rồi nhá. Đấy, mình quy ước như vậy nhá, khi mà mình nói là khoảng AB thì A đã phải nhỏ hơn B rồi nhá, chứ không bao giờ có chuyện A bằng B hay là A lớn hơn B được đâu nhá. Đấy, nào nhìn ví dụ này, chú ý đây, âm vô cùng thì có thể đọc là âm vô cực hoặc là âm vô cùng, dương vô cực thì đọc là dương vô cực hoặc dương vô cùng. A và B thì gọi là đầu múc của các đoạn khoảng hay nửa khoảng. Đấy, biểu diễn các tập hợp trên trục số bằng cách là gạch bỏ đi phần không thuộc tập hợp đó. Chẳng hạn đoạn AB các em biểu diễn như sau này. Đầu tiên là các bạn vẽ trục số ra. Đấy, vẽ trục số ra. Xong rồi các em chấm vào A, chấm vào thằng B, xong rồi gạch. Gạch ngoặc vuông vào. Đấy, trong ngoặc vuông vào. Thằng nào bên ngoài ngoặc thì các bạn gạch đi nhé. Thế thôi là sẽ biểu diễn được tập AB. Rồi, ví dụ nào, đọc tên và ký hiệu biểu diễn mỗi tập hợp sau trên trục số. Câu A, đây là x lớn hơn âm 2 và bé bằng 3, thì tập hợp A sẽ là nửa khoảng từ âm 2 đến 3. Chỗ nào có dấu bằng thì nó là ngoặc vuông, còn nếu mà chỉ lớn hơn bé hơn thì là ngoặc tròn nhá. Và được biểu diễn như sau. Đây, các em vẽ trên trục số ấy, là có âm 2 này, có số 3 này. Âm 2 các em để ngoặc tròn, số 3 các em để ngoặc vuông là xong bài. Đấy, tương tự thì thằng B. Thằng B là tập hợp đoạn từ âm 3 đến 1 thì được biểu diễn như sau. À, lớn hơn bằng âm 3 và bé bằng 1 đúng không? Nên nó là đoạn từ âm 3 đến 1. Và biểu diễn thì các em viết số âm 3 và số 1 trên trục số ra và cho hai cái ngoặc vuông vào nhá. Đấy. Phần bên ngoài thì chúng ta có thể gạch đi cho cẩn thận, nhìn cho dễ cũng được, theo thầy là nên gạch đi nhá. Các bạn nên gạch đi để dễ dàng biểu diễn được cái đoạn mà mình đang xét hơn. Đấy. Cuối cùng là tập hợp C. Tập hợp C chẳng hạn, tập hợp C này chúng ta phải giải. Đấy, thì thằng này tương đương này là 2x lớn hơn 1, tương đương các em có x lớn hơn 1/2. Chẳng hạn ngày xưa khi các em kết luận là bất phương trình này có nghiệm x lớn hơn 1/2, thì bây giờ chúng ta sẽ kết luận nghiệm của nó là x nằm trong khoảng từ 1/2 đến dương vô cùng. Đây, các bạn nhớ này, đây là một tập hợp nhá. Thế nên là ví dụ này, ngày xưa các em kết luận là nghiệm là x lớn hơn 1/2, thì bây giờ các bạn có hai cách. Một là x thuộc khoảng từ 1/2 đến dương vô cùng. Hai là các bạn ký hiệu là tập S, là tập nghiệm ấy, là từ 1/2 đến dương vô cùng nhé. Hồi lớp 9 các bạn học giải tập nghiệm khá là nhiều rồi đúng không? Mình gọi là tập S đấy, đây là tập nghiệm này, nhớ không? Đấy, thì từ 1/2 đến dương vô cùng thì trong hình vẽ này chúng ta gạch phần bên trái đi. Gạch phần bên trái đi giúp thầy nhé. Đó, thì đó là toàn bộ phần lý thuyết cuối cùng buổi ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì phần lý thuyết không? Nếu đã hiểu qua về lý thuyết rồi
thì comment giúp thầy giáo em đã hiểu nhé. Lại một cú pháp quen thuộc EDH. EDHT. Rồi chúng ta sang bài luyện tập. Là sang luyện tập các ví dụ cuối nào. Là có 11 giờ mà nhiều đứa đi ngủ quá nhỉ. Rồi. Rồi, ví dụ nhá, bắt đầu nào. Dạng 3, các bài toán biểu diễn tập số này. Phần này thì chúng ta chỉ cần luyện tập vẽ nó như trục số thôi. Nào. Nào luyện tập một tí nhá. Ai mà chưa hiểu lắm thì bây giờ chúng ta luyện tập thêm một tí là sẽ hiểu ngay. Tập hợp A này. À, từ 1 âm 1 đến 5. Đây là tập hợp A. Đấy. Thì âm 1 các bạn chấm vào, chấm bừa vào thôi, không cần đúng tỷ lệ đâu. Đấy. Âm 1 và 5 thì nó đều là ngoặc vuông nên mình để một ngoặc vuông ở đây cho thầy nhá. Bên này cũng là ngoặc vuông này. Đó, và bên ngoài thì các bạn gạch đi. Gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi. Xong. Đó, thế là biểu diễn tập A. Còn tập B. Tập B là từ âm 3 đến 2. Âm 3 cho đến số 2. Hai điểm ngoặc tròn. Ngoặc tròn. Vậy phần bên ngoài gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi, gạch đi. Cạch, 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 cạch. Ok chưa? Dễ chưa? Rồi dễ nhân cháo. Nào câu B này. Cái này làm sai còn khó làm đúng. À đâu. Ờ đúng rồi. Cái này làm sai còn khó làm đúng đấy. Câu B này. Thì câu này người ta sẽ cho tập hợp dưới dạng là tính chất và chúng ta đưa nó về biểu diễn theo đoạn và khoảng. Thì câu A này, đây là x lớn hơn bằng 1 thôi. Lớn hơn bằng 1 thì là có số 1 ở bên trái nhá, ngoặc vuông. Và không có, nó không bị, không biết nó bé hơn bao nhiêu. Thì tức là nó sẽ chỉ đến, nó sẽ tăng đến dương vô cục, à, dương vô cực luôn nhá. Đấy, thì tập A này sẽ được biểu diễn như sau. Các em chấm số 1 ra. Đấy. Từ 1 đến đây là dương vô cực. Bên trái các bạn gạch, 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 bỏ đi. Thế thôi. Nhá. Còn tập B. Tập B ấy, thì bé hơn âm 4 thôi. Chứ nó không có lớn hơn số nào cả. Nên âm 4 vào bên trái, à, nằm bên phải. Còn bên trái thì sẽ là âm vô cùng. Nhá. Đấy. Rồi. Vậy khi biểu diễn nào. Âm vô cùng đến âm 4. Thì các bạn chấm thầy âm 4 ra. Được chưa? Đóng cái ngoặc theo đúng cái hướng ngoặc kia vào. Đấy. Thật ra là mình lôi nguyên cái ngoặc này, mình viết sang bên này thôi. Đấy nhá. Lôi nguyên thằng này viết sang bên đấy thôi. Đó. Còn lại thì bên phải nó không được lớn hơn âm 4 đâu. Nên gạch, 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 gạch phần này đi. Xong việc, được chưa nào. Đấy, xong vị. Rồi, câu C. Tập A nào. Tập C ở câu A là x lớn hơn hoặc bằng âm 2 và bé hơn bằng 3. Vậy thì nó đi từ âm 2 đúng không? Đến 3. Đấy, và nó là ngoặc vuông rồi. Có dấu bằng thì là ngoặc vuông nhá. Đây là âm 2. Đây là số 3. Đóng ngoặc vào. Đóng ngoặc vào. Bỏ phần bên ngoài cho thầy. Bỏ, 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 bỏ. Vậy là biểu diễn xong câu. Câu C, ý A câu C. Câu B nào. Thằng B của nó là tập hợp B này. Lớn hơn âm 2. À, lớn hơn hẳn âm 2 à. Con này lớn hơn hẳn âm 2. Lớn hẳn âm 2 tức là bằng tròn âm 2. Và bé hơn bằng 3 tức là có bằng 3 là giống ngoặc vuông nhá. Rồi, vậy chúng ta cho thằng này âm 2 cho đến 3. Đấy. Phần bên ngoài gạch 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 đi. Gạch 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 đi. Hết. Xong rồi. Đấy, 6 ý của câu số 10 thầy đã xong rồi nhá. Rồi. Cả lớp viết vào phiếu đi. Viết xong rồi thì comment ok 10 phát nhá. Ok 10 phát. Sau đó thì chúng ta sang dạng tiếp theo là dạng về tham số. Tham số thì nó sẽ khó hơn một tí nhá. Có cái tham cứ có tham số rồi nó sẽ hơi khó một chút. Tham số thì bây giờ nó là bài gọi là bài bổ sung thôi. Bài nâng cao rồi đấy.
Rồi, thế sang câu số 10 này. Nào, chúng ta cùng nhau xem câu số 10 nhé. Thế thì bài toán chứa tham số, ví dụ số 11 cho tập hợp A là M, đoạn là M đến M cộng 1, và tập hợp B là đoạn từ âm 2 đến 3. Tìm tất cả giá trị thực của tham số M để A là con B. A là con B. Thế sẽ mô tả bằng hình học. Mô tả nhé, mô tả này. Đấy. Chẳng hạn nhé, chẳng hạn này, bây giờ khi mà chúng ta có hai tập hợp, đó là A thì ký hiệu là màu xanh, và B cũng là màu xanh, thế thôi, để cho màu khác đi, B là màu đỏ đi các em. Thì chúng ta nhìn thấy hai trường hợp này. Trường hợp 1 này, nếu mà các bạn nhìn thấy A như thế này, đấy, còn B nó nằm gọn bên trong thằng A, thì tức là ở đây nó là B sẽ là con của A. Để chưa các em? Các em thấy là thằng nào ấy nằm gọn bên trong thằng còn lại. Đấy, nó nằm thon lỏm bên trong thằng còn lại, thì tức là B là con A nhá. Đây là B là con A. Ok chưa? Đấy, hoặc là gì? Hoặc là nếu các em có đây, có A ở trường hợp 2 này đi, để vẽ một trường hợp mới xem. Như này. Đấy. Xong rồi thằng B nó ở đây. Đấy, thì trường hợp này sẽ là A là con B. Ok không nào cả lớp? A là con B. Đấy. Thì dưới dạng biểu diễn trên trục số ấy, dưới dạng biểu diễn trên trục số ấy các em, thì để một tập hợp là con của tập hợp khác ấy, thì cái tập hợp đấy nó sẽ phải nằm gọi là thọt lọt bên trong thằng tập hợp kia đấy. Thì dùng được không nhá? Vậy câu này yêu cầu bài toán như sau. Tìm tập hợp để cho A là con B. Nào, chúng ta giải bài toán A là con B. À chết, sợ em xuống cái này. Rồi, để A là con B nhá, thì đầu tiên các bạn biểu diễn thằng A ra. Thằng A nó đi từ M này đến đây là gì các em? Đến đây là M cộng 1 không? Bắt đầu các bạn sẽ phải có điều kiện nhé. Các em sẽ phải giải cho thầy điều kiện. Đó là gì? M phải bé hơn M cộng 1 cả lớp ạ nhá. M phải bé hơn M cộng 1. Đấy. Nhưng mà như vậy cái này luôn đúng rồi, nên là thoải mái, không cần quan tâm nhá. Thì bây giờ ấy, để A là con B. Để A là con B ấy, tức là các bạn hình dung thằng A phải luôn nằm gọn trong thằng B, đúng không? Thằng A luôn nằm gọn trong thằng B. Vậy thằng B nằm ngoài thằng A này. Thằng B nó phải ở đây. Đấy, được chưa? Thằng B nó phải ở đây. B nó phải chứa chọn thằng A nhé. Thằng A đây. Đấy. Thì ông B phần màu hồng này nó phải chứa chọn ông A này. Ok chưa cả lớp? Rồi, vậy bây giờ chúng ta có một tư duy như sau này. Để chứa chọn thì sao? Chứa chọn này, thì tức là các bạn nhìn cái dấu bên này này, dấu cái thằng M này, cái số M này, nó phải nằm bên trái, đâu, nằm bên phải số âm 2 không? M nhá, phải nằm bên phải số âm 2 đúng không các em? Nằm bên phải của số âm 2. Thế nhìn từ trái qua phải, đi từ trái qua phải là số của chúng ta tăng dần trong cả lớp, đúng không? Thế nên số bên trái thì bao giờ cũng bé hơn số bên phải đúng không? Âm 2 thì phải bé hơn 3, M thì phải bé hơn M cộng 1. Vậy trong hình vẽ này chúng ta hiểu là gì? Từ đây chúng ta hiểu là để A là con B thì mở ngoặc này, đồng thời xảy ra nhá, âm 2 phải bé hơn bằng M nhá. Chú ý cho thầy chỗ này là bằng được nhá, bằng được các em ạ. Đấy, nếu mà M nó bằng âm 2 thì chỗ này là âm 2 luôn, đúng không? Đó, bằng được nhá. Và M cộng 1 thì phải bé hơn bằng 3, được chưa cả lớp? Đấy, cứ số bên trái phải bé hơn số bên phải thôi là xong bài nhá. Và các bạn giải điều kiện đồng thời này thế nào? Bên trên là M lớn bằng âm 2, bên dưới là thầy sẽ có M bé hơn bằng 2. Đó. Và các bạn kết luận cho thầy. Nào, kết luận là M thuộc đoạn từ âm 2 đến 2 nhá. Kết luận này luôn cho Chiến. Chứ còn kết luận là M lớn bằng âm 2 bé hơn bằng 2 thì bình thường quá nhá. Học cách biểu diễn bằng tập hợp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói là M nằm trong đoạn từ âm 2 đến 2. Để chưa cả lớp? Tức là M là các số thực. Đấy, giá trị thực mà. Ta cho M lớn bằng âm 2 và M bé hơn bằng 2. Nằm trong đoạn từ âm 2 đến 2. Thì đó là cách giải quyết bài toán tham số ở câu số 11. Nào, mọi người hiểu bài 11 chưa? Đấy, chữa vào nhá. Các bạn hiểu bài 11 rồi thì comment hiểu bài 11 cho thầy. Chốt hạ câu 11 này.
rồi sang câu cuối. Đấy, quyết tâm đi ngủ trước 11 rưỡi nhé. Này là quyết tâm đi ngủ trước 11 rưỡi. Hôn Linh comment nhanh đấy. Chắc chỉ đợi thầy bắn cú pháp thôi. Nhịn nhàng đang đợi xem câu này là x hay là hiểu bài hay là ok hay là comment luôn. Hết rồi, còn một câu thôi. Còn một câu cuối thôi bảo ạ. Còn một câu cuối. Nhắn trước kia thầy bảo à. Rồi, 12 nhá. Chốt hạng 12 này. Đầu tiên khi con này có điều kiện, khi bạn giải con này các bạn đặt cho thầy điều kiện đi. Nhìn này, bên trái này con này có M này. Đấy, thì các bạn phải có điều kiện là M trừ 1 phải bé hơn số 3 nhá. Và bên này đi, nhìn này, thằng M cộng 2 ấy, thì nằm bên phải của số âm 1 đúng không? Tức là âm 1 phải bé hơn M cộng 2 nhá. Đấy, tương đương. Tương đương là gì đây? M phải bé hơn 4 và M lớn hơn âm 3 đã nhá. Ban đầu phải có điều kiện để tập hợp AB này có nghĩa, hiểu không? Còn nếu các bạn không có điều kiện này thì AB nhiều lúc nó không có nghĩa. Thầy ví dụ là M bằng 5 chẳng hạn. Thì tức là A nó sẽ thành gì? A sẽ thành 4, 3. Đây là tập hợp không có nghĩa các em ạ. Làm gì có giá trị nào vừa lớn hơn 4 đúng không? Mà vừa bé bằng 3 đâu. Làm gì có số nào như vậy đâu nhá. Nên luôn phải có điều kiện cho thầy nhá. Rồi bây giờ thì để A là con B. Thì ông nào là con ấy, các bạn vẽ thằng nào trước cũng được nhá. Thằng này là A là con B này. Tôi thấy nghĩ là vẽ thằng to hơn đi nhỉ. Như kiểu là mẹ mình có trước mình ấy, nên mình vẽ thằng B trước. Thằng B này nó là từ âm 1 đúng không? Đến M cộng 2. Đấy. Còn thằng A của chúng ta là từ M trừ 1 đến 3. Thế mà A phải là con B, nên là A phải nằm gọn, nó phải nằm lọt thỏm trong thằng B này. Đấy, được chưa? Đến 3. Chỗ này là ngoặc tròn nhá, thầy viết nhầm rồi. Sao thầy để ngoặc vuông ở đây vậy? Ok chưa? Vậy để A là con B, chúng ta nhìn hình vẽ này. Thằng A là thằng màu đỏ, phải nằm lọt thỏm trong thằng màu đen. Đấy. Thế thì nói thế suy ra giải thôi. Trừ 1 phải bé hơn hoặc bằng M trừ 1 này. Bây giờ nhá, số 3 ấy, và số M cộng 2 ấy, thì theo cả lớp là bé hơn hay bé hơn hoặc bằng nào? Bé hơn hay bé hơn hoặc bằng? Bé hơn hay bé hơn hoặc bằng đây? Nào comment cho thầy bé hơn hay bé hơn hoặc bằng. Ba có bằng được M cộng 2 không? Các bạn suy nghĩ thử nhá. Nếu 3 bằng M cộng 2 thì sao? Đấy. Các em phải nghĩ xem 3 mà bằng M cộng 2 thì sao? Nào. Thế thì A ấy. Các bạn nhìn này. A ấy, nó là x. Thầy viết tắt nhá. Là lớn hơn M trừ 1 đúng không? Và bé bằng 3. Đấy. Còn B ấy, nó là gì? Nó là x lớn hơn âm 1 và bé hơn M cộng 2. Các bạn hãy hình dung này. Nếu mà nó có dấu bằng, nếu có dấu bằng xảy ra thì sao? Giả sử có dấu bằng xảy ra ấy, tức là M cộng 2 bằng 3 đúng không mấy đứa? Tức là lúc đấy M cộng 2 bằng 3 đúng không? Nào thầy hỏi này, nếu M cộng 2 bằng 3 thì có thật sự là A là con B không? Có thật sự A là con B không? Tại vì nhá, nếu A là con B ấy, thì phần tử nào thuộc A cũng auto phải thuộc B đúng không? Nhưng khi M cộng 2 mà bằng 3, cái mì này, thằng A có một giá trị đó là số 3. Số 3 này không hề nằm trong B, mọi người thấy không? Vì B nó là ngoặc tròn, là bé hơn hẳn mà. Thì có được lấy số 3 đâu đúng không? Không lấy số 3 nhá, thấy chưa? Thế nên là nếu các bạn để chỗ em là mà để bé hoặc bằng ấy là sai nhá. Chỗ này ấy, chúng ta phải lấy dấu bé hơn các em ạ nhá. Phải lấy dấu bé hơn, được chưa? Bé hoặc bằng là sai nhá. Khi mới làm bài ấy, trong cái trường hợp mà
trong trường hợp ấy mà nó cùng là tròn, cùng là vuông, tức là gì? Tức là bên này này, hai cái đầu này này cùng là vuông hay là cùng là tròn ấy. Đấy, cùng vuông hay cùng tròn ấy thì mấy đứa cứ auto có dấu bằng cho thầy. Nhưng khi mà một bên là vuông, một bên là tròn thì các bạn phải kiểm tra lại, nhẩm trong đầu xem là liệu mà có dấu bằng thì đúng hay không nhá. Bên này là tròn tròn rồi, tròn tròn thì thoải mái, có dấu bằng cũng được nhá. Nhưng bên này nó là vuông tròn thì các bạn phải nhẩm và kiểm tra. Thì ở đây dấu bằng không thỏa mãn kem ạ nhá. Nếu có dấu bằng ấy, thì thằng A ấy, nó sẽ bị dư ra một phần tử, đó là số 3. Mà số đấy thì không có trong B, rõ chưa nào? Đấy, số A nằm trong A mà không lại không nằm trong B thì không thể gọi là A là con B được, được chưa? Nên con này suy ra M nào, lớn hơn bằng 0 này. M ở đây này lớn hơn 1 này. Đấy. Kết hợp hai điều kiện lại, M vừa lớn bằng 0 và M vừa lớn 1 thì các bạn suy ra M lớn hơn 1 nhé. Và chúng ta kết luận là M thuộc khoảng từ 1 cho đến dương vô cùng, được chưa cả lớp? Các bạn đã understand đoạn này chưa? Understand cái dấu bằng ấy chưa? Understand là phải bỏ dấu bằng chưa cả lớp nhá. Đấy, bé hơn nhé, không có dấu bằng đâu. Mai Hồng, chỗ kia thì em phải viết là cái hai cái ngoặc nó cùng chiều cơ thì thầy mới hiểu là em đang nói đến cái đấy. Đấy, em viết hai cái dấu nó cùng chiều thì thầy sẽ dễ hình dung được hơn nhé. Làm lại hả anh Vũ? Đấy nhá, thầy nói cái dấu bằng này, thầy nói đúng cái trường hợp dấu bằng nhá. Em nhìn này, nếu mà m đi, m cộng 2 mà bằng 3 nhá, mình nhìn cho thầy đi, tức là m bằng gì? Là m bằng 1 không? Đúng không? Xem thử nhá, xem thử này, A lúc đấy nó là từ 0 đến 3, thấy chưa? Còn B lúc đấy nó là âm 1 cho đến 3 này, thấy không? Thì xem nhá, thằng A này, số 3 nó thuộc A, nhưng mà số 3 nó lại không thuộc vào B, em hiểu không? Đúng không? A có điều kiện nhỉ? Điều kiện nhỏ hơn 4, lớn hơn âm 3 nữa. Ok, để tí thầy bổ sung. Đấy, thế nên ý, A mà là con B ấy, thì nếu mà A 3 thuộc A ấy, thì 3 cũng phải thuộc B. Hiểu không? Nếu là hỏi thấy nhỉ? Anh Vũ, hiểu không anh? Đấy, thế nên là lúc mà một ông là tròn ấy, một ông là vuông ấy, một ông là vòng tròn, một ông là vuông thì em phải kiểm tra dấu bằng nhá, để xem nó đúng hay không, được chưa nào? Đấy, đây này, khi mà dấu bằng xảy ra đây này thì ông A này này có chứa số 3, nhưng ông B thì không chứa số 3 nhá, nên không thể gọi A là con B được. Ok chưa nào? Ok ok. Rồi, quên mất thì chưa kết hợp điều kiện đấy. Kết hợp điều kiện nữa. M này. Xem nào, điều kiện này suy ra là M vừa lớn hơn âm 3 và vừa bé hơn 4. Vậy kết luận lại là M sẽ phải thuộc khoảng từ 1 cho đến 4 nhá. Hay là ta hiểu là M vừa lớn hơn số 1 và vừa bé hơn số 4 đấy, được chưa? Rồi, thầy hỏi đây nhá, thầy hỏi thêm này, kiểm tra độ hiểu bài nhá. Nếu bây giờ ấy, đề bài nó đổi này, đây là số 3 ngoặc tròn, còn đây là M cộng 2 ngoặc vuông. Nào, nếu đây là số 3 ngoặc tròn, đây là M cộng 2 ngoặc vuông, thì 3 bé hơn hay bé hơn bằng M cộng 2 cả lớp? Nếu mà đề bài đổi đi nhá, đề bài giả sử nó đổi một tí thôi. Đấy, chỗ 3 là ngoặc tròn, chỗ M cộng 2 là ngoặc vuông. Các bạn trả lời với thầy là lấy bé hơn hay bé hơn hoặc bằng nào? Test nốt một quả nữa thôi rồi nghỉ. Rồi, ok. Rất tốt, bé hơn hoặc bằng nhá. Đấy, nếu mà câu này nó đổi lại thì sẽ thành bé hơn hoặc bằng. Thầy viết lại một tí nhá. Đấy, trong trường hợp đấy là A sẽ là gì? Từ M-1 đúng không? Đến 3. Đấy, còn B
thì là từ trừ 1 cho đến m cộng 2. Đấy. Thì khi mà m cộng 2 nó bằng số 3 ấy, khi m cộng 2 nó bằng số 3, tức là đây là số 3 này. Đấy. Thì 3 không thuộc A. Đấy. 3 thuộc B. Nhưng mà mọi cái số bé hơn 3 nằm trong A ấy, thì nó cũng nằm trong B luôn. Nên là vẫn lấy được dấu bé hơn hoặc bằng nhé. Rất tốt. Rồi. Thôi hôm nay lớp học tập trung và tốt quá. Nào, thế sẽ sửa lại chỗ này một tí cho nó giống D để cho mọi người nhìn lại câu này một lượt nhé. Nhớ kết hợp điều kiện nhá, kiểu quên. Nãy tí thầy cũng suýt quên. Rồi, hết rồi. Xong bài rồi đấy. Bài hôm nay tập hợp cả lớp thầy thế nào? Chắc là thấy nó nhẹ nhàng hơn mệnh đề nhiều đúng không? Mệnh đề có nhiều cái nó loạn hết cả lên lắm. Thôi nghỉ thôi nhá. Nghỉ thôi. Quá sớm. Rồi nhớ làm bài tập nhá. Thầy nghĩ thầy đẹp trai không á? Thầy không nghĩ là thầy đẹp trai đâu. Thầy nghĩ là thầy cũng phải đến tầm siêu siêu đẹp trai ấy chứ. Thầy không cần phải nghĩ. Đấy. Tự nhiên hồi lớp hồi cấp 1, cấp 2 gì đấy, tự nhiên đến một lần thời đó tự nhiên thầy kiểu giác ngộ ấy, thầy nhìn vào gương thầy phát hiện ra là mình trông cũng đẹp trai phết. Đấy. Xong rồi hồi lớp cấp 2, cái nick The Sky đầu tiên thầy đặt, thầy Skype ấy. Các bạn biết hồi đấy có cái gọi video không? Skype này này. Không biết các bạn biết không nhá? Bạn biết không nhỉ? Chắc đến thời các em là nó cũng khai tử rồi. Hồi đấy thầy đặt cái nick này tên đầu tiên ấy, là thầy đặt tên là Trung The Handsome Nít. Handsome Nít. Từ này nó còn đếch có trong tiếng Anh cơ, nhưng mà thầy ghép lại thành tiếng Anh. Đấy. Thầy ghép lại thành từ tiếng Anh. Mặc dù từ này không có. Skyler á. Skyler đã về chưa vậy? Ôi dồi ôi. Ngày xưa thầy ừ thì phải là danh từ chứ sao, dơ mà dơ thì phải là danh từ cái gì. Ngày xưa thầy thi tiếng Anh được 9,8 đấy nhá, đừng đùa với thầy, hơi bị đẳng cấp đấy. Xưa thầy được 9,8 tiếng Anh đấy, cao hơn cả toán nhá, toán thì có 9,6 thôi, tiếng Anh còn cao hơn toán đấy. Ok thôi, bye bye cả lớp nhá, chúc các bạn ngủ ngon nhá. Chào các em nhá. Nhớ làm bài nha, hẹn cả lớp tối thứ năm chúng ta học quẩy tiếp bài hình nhá. Bài hình thứ năm thì nó sẽ có nhiều câu phải tính toán lắm đấy. Cả lớp hôm đấy học là nhớ chuẩn bị nháp bên cạnh này. Nhớ chuẩn bị máy tính bên cạnh mà còn học nhá, không là không kịp đâu. Thôi bye bye cả lớp, chúc các em ngủ ngon nha. Chúc các em một tuần mới nhiều sức khỏe nhá và nhiều năng lượng. Rồi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các em vào thứ năm. Rồi thầy toàn mơ ác mộng thôi. Thầy mơ thấy Nguyễn Tuấn chắc là cũng được, cũng tốt hơn là mơ ác mộng. Thầy chào Bích Trân, thầy chào chào Hải Hiếu NT nhé. Bye bye Tiến Minh. Thầy chào Hoàng Vũ. Rồi bye bye mấy đứa nhá. Thầy tắt đây. Không biết là bọn mày comment lúc nào nữa, nhưng mà ai sau cái chỗ này không thấy thầy trả lời thì vì là thầy đã tắt trước khi các bạn comment nhé. Bye bye.